Hay record lại một record lại ha. Rồi, cái môn 2 của mình ha, để đây thầy nói một tí nội dung môn 2 của mình. Thì mình sẽ học các cái phần này nha. Mình sẽ có tổng cộng là 7 6 phần ha, 6 phần. Ha, 6 cái phần thì cụ thể tí nữa thầy sẽ nói cái slide sau. Ha, mình sẽ học các cái nội dung này nè. Mình sẽ học cái ngôn ngữ em. Ngôn ngữ em đây là một cái ngôn ngữ dùng để kết nối và chuẩn hóa dữ liệu nha. Trong cái môn cơ bản mình đã có kết nối chuẩn hóa dữ liệu rồi, nhưng mà mình dùng các cái công cụ ha. Các cái công cụ thì qua môn 2 này mình sẽ đi sâu với mình sử dụng cái ngôn ngữ em để cho giúp cho các bạn đi sâu hơn, hiểu rõ hơn về cái việc kết nối và thuận tiện hơn cái việc kết nối. Còn thuận tiện như thế nào thì khi vô học đi thầy sẽ nói ha, bản chất của nó ha. Để đây thầy mở cái file Power BI lên, thầy nói sơ cho các bạn hình dung cái chỗ này một tí nè. Cái nội dung môn học của mình nha. Thứ nhất ha, cái thứ hai á, mình sẽ học cái bài là thiết kế data model nâng cao, và mình sẽ làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ là SQL Server. Cái thứ ba là mình sẽ trọng tâm chính của cái môn học này, đó là mình sẽ đi sâu về cái ngôn ngữ Dart. Mình sẽ xử lý các cái bài toán nghiệp vụ như là cách sử dụng biến, rồi các điều kiện lọc, nhiều điều kiện lọc, rồi các cái hàm calculate nhiều cấp, rồi các cái xử lý nghiệp vụ theo thời gian, rồi các cái trường hợp liên quan đến cái data model ha, nâng cao. Và đặc biệt là ở đây là mình sẽ sử dụng cái Dart Studio ha, một cái Dart Studio. Trong đây mình sẽ học cái phần Dart Query và tối ưu hóa câu lệnh Dart ha. Rồi mình sẽ học các cái kỹ thuật đồng bộ dữ liệu tự động. Đồng bộ dữ liệu tự động là sao? Để thầy kết nối một cái, thầy nói cái chỗ này cho các bạn, để cho các bạn nhìn sơ tổng quan về cái môn học của mình, môn 2. Thầy kết nối thử với một cái file CSV trong cái môn 2 của mình nè. Ha, cái dữ liệu tí nữa mình làm việc nè. Ha, ví dụ như thầy kết nối thử, tí nữa mình sẽ kết nối 5 file này luôn. Ha, mình cứ thứ tự từng file đi. Cái ngôn ngữ em này là cái gì? Để cho các bạn thấy. Trong môn 1 mình kết nối á, là thường là mình sử dụng các cái công cụ nó có sẵn ở đây nè. Ha. Công cụ có sẵn. Còn qua môn 2 này thì thầy sẽ giới thiệu cho các bạn viết trực tiếp luôn. Bản chất khi các bạn dùng công cụ ở đây nè, thì bản chất nó cũng phát sinh ra cái các câu lệnh này nè. Câu lệnh này nè. Hiện tại câu lệnh này nó gọi là ngôn ngữ. Nó viết bằng cái ngôn ngữ em đó. Em language. Ha. Thì trong môn 2 này là mình học trực tiếp cái ngôn ngữ em này luôn, để anh chi khi cần thiết mình vô đây mình sửa luôn, mình viết trực tiếp hoặc mình vô đây mình sửa. Tất nhiên là mình vẫn môn 1 mình đã biết các cái công cụ rồi, thì mình biết thêm cái ngôn ngữ để khi cần thiết mình vô đây mình sửa cho nó nhanh. Và cái công dụng của ngôn ngữ em nó rất là hay nha các bạn. Nó hay ở chỗ nào, tôi lấy một cái ví dụ cho bạn thấy nè. Sau này á, khi các bạn kết làm việc nhóm, nhất là sau này khi các bạn làm việc nhóm, các bạn sẽ gặp cái trường hợp này. Ví dụ như bạn nhóm của mình có 3 người đi, ví dụ như tôi làm việc chuẩn hóa, kết nối chuẩn hóa dữ liệu xong, thì sau khi kết nối chuẩn hóa dữ liệu xong á thì sao, thì khi tôi muốn gửi cái kết quả này cho các bạn, 2 bạn còn lại, thì tôi phải gửi như thế nào? Theo các bạn tôi sẽ gửi như thế nào? Bạn nào trả lời thử cho thầy coi. Với kiến thức của môn 1 mình sẽ gửi như thế nào? Bạn nào mạnh dạn trả lời thử cho thầy coi. Kiều Anh trả lời thử coi, gửi như thế nào? Nói nguyên cái tao PI. À, thì cái môn 1 của mình á, mình kiến thức do kiến thức của mình còn hạn chế là mình lưu lại xong thành một cái file Power BI. Đúng không? Rồi mình gửi cái file Power BI này cho các bạn trong nhóm, đúng không bạn? Rồi các bạn trong nhóm phải mở ra lại rồi set lại cái đường dẫn, đúng không? Để làm tiếp. Thì nó có cái hạn chế là cái gì? Cái hạn chế thứ nhất á, nếu dữ liệu của bạn quá lớn thì cái file Power BI nó nặng lắm, bạn gửi một lần nó rất là cực. Rồi chưa kể là bạn gửi xong rồi, bây giờ bạn mở ra lại bạn chỉnh sửa gì đó, rồi sao nữa?
bạn phải gửi lại một lần nữa, mà trong khi lần đầu tiên bạn gửi người ta mở ra, người ta ví dụ như hai bạn còn lại làm công việc là trực quan hóa đi, thì người ta mở ra người ta trực quan hóa rồi, tuần sau bạn quay lại bạn chỉnh sửa cái nguồn dữ liệu, chỉnh sửa lại nguồn dữ liệu rồi bạn gửi lại, bạn gửi file Power BI lại, rồi lúc này sau người ta tích hợp lại những cái trực quan người ta đang làm luân chần, nó rất là khó khăn. Thì sau này bạn học được cái ngôn ngữ em, bạn thấy nó rất là hay. Là thầy lấy một ví dụ cho bạn thấy, đó là trường hợp đó, lúc này bạn không cần gửi cả cái file Power BI mà bạn chỉ cần copy câu lệnh này thôi nè, bạn gửi cho người ta. Tại bản chất cái việc chuẩn hóa là từng bước ở đây nè, nó đã được lưu từng bước tương ứng ở đây nè, từng bước ở đây nè, là nó được lưu từng bước ở đây, nên bạn gửi cái file này cho người ta, người ta chỉ cần sửa cái đường dẫn này thôi nè, thì người ta cũng chắc chắn là người ta phải có cái nguồn dữ liệu rồi, người ta chỉ sửa lại đường dẫn, người ta chạy lại cái file, cái câu lệnh này, ta vô đây, ta mở ra, ta dán cái câu lệnh vô đây, rồi ta chạy thôi, không cần phải gửi nguyên cái file Power BI. Rồi sau này bạn có sửa bao nhiêu lần đi chăng nữa, bạn cứ gửi lại cái đoạn này, ta gọi cái đoạn này là đoạn ngôn ngữ em á, đoạn script ngôn ngữ em, thì nó rất là dễ dàng cho người ta. Thì khi đi học thầy sẽ, khi học vô bài này thầy sẽ nói kỹ cái phần này cho các bạn thấy, nó giúp cho mình làm việc nhóm rất là dễ nha. Hoặc là khi mình còn chỉnh sửa trực tiếp á, mình vô đây mình chỉnh sửa luôn nha. Đó là cái lời lý do tại sao mình phải học cái ngôn ngữ em là như vậy. Cái thứ hai, cái bài này nè, là mình kết nối, mình làm việc với dữ liệu quan hệ. Trong môn 1 mình học cơ bản, mình chỉ làm việc với kết nối với file CSV, file Excel, hoặc là kết nối với web, chứ mình không có làm việc với một cái cơ sở dữ liệu quan hệ ha. Rồi, cái phần dash nâng cao thì khỏi nói rồi. Tiếp theo là cái đồng bộ dữ liệu tự động. Đồng bộ dữ liệu tự động làm sao? Tôi nói ví dụ như các bạn, sau này các bạn làm việc cái tại thời điểm mình làm á, cái bảng bán hàng của mình đi, tại thời điểm mình làm nó có 1.000 dòng, nhưng mà cái dữ liệu bán hàng là cái dữ liệu nó sẽ phát sinh theo ngày, mỗi ngày nó sẽ có thêm những cái đơn hàng, thì mình sẽ phải có một cái chức năng nào đó để mình tự động mình đồng bộ lại cái dữ liệu mới, chứ người ta không có thể là làm bằng tay được, hiểu không? Tại khi mình kết nối, tại thời điểm mình làm nó có 1.000, nhưng mà ngày mai người ta bán thêm 100 đơn hàng nữa, nó ra 1.001 ví dụ vậy, thì cái dữ liệu mình làm sao đó nó phải được tự động cấu hình, tự động đồng bộ lại dữ liệu để nó có 1.001 dòng, để cái thống kê nó chính xác, hiểu không? Hỏi đi, cái này là cái nào? Gửi cái link vô đây đi, gửi cái link vô đây, quan tâm một video gì thì em cần hỏi á, thì em gửi cái link vô group đi, gửi vô group nè, để thầy coi thử ý em muốn hỏi cái gì. Ý bạn Khánh hỏi là cái link này có phải gọi là đồng bộ dữ liệu hay không hả? Thì để thầy mở ra cho thầy xem thử coi. Stream real time dashboard. Bây giờ thì nó tương tự vậy đó, tương tự vậy đó, đúng rồi. Tại vì nè, được, nó cũng là một cái phần của như giống như câu hỏi của bạn Khánh á, có nghĩa là về bạn hình dung đơn giản vậy thôi nè. Tôi nói ví dụ nha, hiện tại tôi đang có quận đi, tôi có ở đây tôi có 9 quận, đúng không? Thì ví dụ như lỡ bạn một cái quận, đây là người quản lý quận đi, thì lỡ một ngày nào đó một ông quản lý ông đổi người khác thì cái tên là người ta mới rồi, thì người ta sửa từ cái nguồn, thì ở bên đây mình phải cập nhật lại cái tên mới chứ, hiểu không? Thì đó là một cái dạng là tự động đồng bộ dữ liệu chứ người ta, chứ mình không phải đi kết nối lại chi nữa, thấy không? Ý của nó là vậy đó, thấy không? Thì khi vô học đi thầy sẽ giải thích kỹ cho nha. Ở đây là thầy đang nói về cái tổng quan về môn học đấy. Rồi, vai trò và quyền hạn của người dùng làm sao? Vai trò quyền hạn người dùng á, có nghĩa là giống như tôi nói đó, sau này nè,
một cái đơn vị của mình, ví dụ mình có nhiều cái đại lý, nhiều cái chi nhánh, nhiều đại lý, thì khi xem cái dashboard của mình á, thì người quản lý của cái đại lý nào người ta sẽ xem được cái tình hình kinh doanh của cái đại lý đó thôi, chứ không có xem được cái tình hình kinh doanh của đại lý khác. Mỗi người quản lý một đại lý thì chỉ xem tình hình kinh doanh của đại lý đó thôi. Còn khi nào mà bộ phận tổng giám đốc á, thì người ta mới xem được tình hình kinh doanh của tất cả các đại lý. Thì khi xem dữ liệu nó đúng theo cái vai trò và quyền hạn của từng người dùng. Nha. Rồi cái cuối á, là hai cái bài này chung nè. Là người ta gọi là dashboard, thiết kế dashboard theo vai trò nghiệp vụ. Có nghĩa là giống như cái phần bài tập này thầy đang cho các bạn làm. Có nghĩa là trong một cái hệ thống Power BI á, mình không phải là thiết kế một cái dashboard đâu, mà mỗi cái dashboard mình thiết kế ở đây á, là nó theo vai trò của người dùng. Ví dụ như cái trang tổng quan này thì dành cho bộ phận tổng giám đốc có xem. Còn ví dụ như cái dashboard thứ hai này thì có thể là cho từng cái người quản lý của từng cái đại lý ta xem. Ta chỉ xem cái đại lý tình hình kinh doanh của cái đại lý của người ta thôi, ví dụ như vậy. Thấy không? Ta vai trò theo vai trò và nghiệp vụ là như vậy. Và sau đó là mình sẽ trình bày kể về cái câu chuyện dữ liệu trên cái dashboard của mình. Thì đó là cái nội dung của cái môn 2 này. Thì ở đây là tương ứng là mình sẽ học cái môn 2 này á, là mình sẽ học có 6 bài đó ha, 6 bài như vậy đó. Và trong cái 6 bài này á, thì các bạn nhớ là mình sẽ học trong vòng là 30 giờ, thì mình sẽ học tính luôn 3 giờ thi ha, là thời gian thi luôn là 30 giờ, thì mình sẽ học mỗi buổi mình sẽ học 3 giờ, thì mình sẽ học trong vòng 10 buổi, thì các bạn cứ cộng làm sao đó là đủ 10 buổi thì thôi nha. Thì mình kết thúc, tại vì trong cái khóa này các bạn sẽ có những cái dịp bị nghỉ đó, có thể là chúng những cái kỳ thi gì đó tôi không rõ lắm, nhưng mà các bạn cứ an tâm, miễn sao mình học đủ 10 buổi mình mới kết thúc môn học này. Đó là cái nội dung môn học của mình á. Thì các bạn có câu hỏi hay là có cái gì đó chưa rõ thì cứ việc hỏi đi ha, nhất là mấy bạn mới đó, ai có câu hỏi gì về cái nội dung hay không, hay thắc mắc gì không, giống như trường hợp bạn Khánh nè, mà tôi nhớ hình như bạn Khánh có gửi cái link này cho một bộ phận tư vấn ta xem cái này thì phải không, tại thầy thấy cái link này quen quen phải không, hồi trước em hỏi đó hả. Ok, không sao, mình thắc mắc là mình cứ việc hỏi nhé. Ok, ai có hỏi gì thêm không? Ngọc Nguyễn nè, rồi Sophia Thuận nè, Thủy Trang Khánh đó, Đỗ Hoàng Kim nè, Kiều Anh nè, Kim Mỹ, có ai có thắc mắc hỏi gì về cái nội dung môn hai này không, có gì chưa rõ không? Dạ rõ rồi thầy. Nếu mà rõ hết thì thôi, không có câu hỏi thì thôi, thì thầy sẽ vô cái bài đầu tiên. Thì trong cái bài đầu tiên á, là mình sẽ học cái bài thiết kế dashboard này nè. Thiết kế cái dashboard này nè, theo vai trò nghiệp vụ nè. Đây là cái phần bài tập của mình nè. Nha. Nó vừa giúp cho mình ôn lại cái phần trực quan và giúp cho mình thiết kế các cái trực quan khó ha, trực quan theo vai trò nghiệp vụ và đặc biệt là cái dashboard nha. Các bạn thiết kế những cái dashboard, ví dụ dashboard này nè, ở đây nè là mình dành cho bộ phận quản lý ha, tình hình kinh doanh chung của đơn vị dành cho bộ phận quản lý. Dashboard này dành cho những người quản lý của từng cái đại lý, của từng cái đại lý nha. Và mình còn cái dashboard thứ ba. Rồi, nếu không có câu hỏi gì thì bây giờ mình làm quen với dữ liệu mới ha, cái tập dữ liệu để mình làm cái bài tập này. Ha. Thì cái data các bạn nhớ nha, tôi để ban đầu tôi có gửi một cái data tôi thu hồi rồi nè, tôi gửi là cái data mới đây nè, thì các bạn lưu ý mình dùng cái data mới này nha cho nó chính xác, tại cái data cũ á, đợt trước tôi minh họa tôi có thể tôi xóa một hai dòng gì trong đó rồi á, nên tôi sợ nó sai nên tôi gửi lại thôi, chứ nó cũng làm bản này thôi. Rồi bây giờ để thầy hướng dẫn cho cái bài này. Trước tiên là các bạn muốn phân tích trực quan gì đó thì các bạn lưu ý giùm là mình phải hiểu cái dữ liệu của mình cái đã. Hiểu cái dữ liệu của mình cái đã. Nè, nhớ là các bạn thấy cái dữ liệu này nó có nhiều cái nét giống cái bài kiểm tra của mình môn 1 á, nhưng mà nó khác hoàn toàn ngang. Nó nhiều cột hơn, nhiều dữ liệu hơn và dữ liệu bên trong nó cũng khác nha. Đừng có nhầm lẫn á.
Rồi, bây giờ tôi kết nối thử là 5 cái file này. File thứ hai, cái item này chính là cái sản phẩm. Cái này là quận nè. Ở đây mình có 9 cái quận nè. Trong cái bài này mình có 9 cái quận nè. Mỗi quận á, thì nó có cái ID, có mã quận, có người quản lý, tên người quản lý. Còn các cái thông tin còn lại là logo của cái quận đó thôi. Ha, gì đó thôi, không quan trọng. Rồi, cái bảng thứ hai này là bảng item này chính là cái bảng sản phẩm đó. Mỗi sản phẩm nó có cái ID nè. Ha, nó thuộc cái bộ phận nào? Ha, nó thuộc bộ phận nào? Rồi, nó thuộc sản phẩm thì nó thuộc cái nhóm hàng nào? Ở đây mình có load more ra các bạn thấy nè. Mình có bao nhiêu đây cái nhóm hàng nè. Nhóm hàng nữ, nhóm hàng nam, nhóm hàng trẻ em gì đó ha, giày dép gì đó. Ha, những thông tin chính sẽ tôi giải thích sơ để tí nữa các bạn xem. Tiếp theo là cái bảng bán hàng. Cái dữ liệu này tôi đã chuẩn hóa rồi nha, tại vì mình làm công đoạn là thiết kế dashboard nên tôi không muốn các bạn mất thời gian vào việc chuẩn hóa nữa. Tôi chuẩn hóa sẵn cho các bạn luôn để mình làm cho nó nhanh. Cái bảng bán hàng nè, trong cái bài này nó khác nha. Nó có năm 2014 nha. Năm 2014. Nha, từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2014. Rồi bán sản phẩm nào? Ha. Rồi, location ID thì tí nữa tôi nói ha, tí nữa bảng bán hàng tí nữa tôi nói sau đi. Tại nó liên quan đến nhiều bảng khác, bảng bán hàng. Tôi kết nối vô hết đi cái đã. Rồi, bảng cửa hàng. Cửa hàng nè. Rồi, lấy cái bảng cuối để ha. Hay là bảng cái này là thời gian. Mình phải hiểu cái dữ liệu mình mới đi phân tích được nha. Rồi, bây giờ tôi giải thích cho từng bảng nè. Bảng quận ha, quận giống như đại lý vậy đó. Ở đây mình có tổng cộng là 9 quận nè. Ha, nãy tôi giải thích rồi. Bảng sản phẩm nè. Ở đây là cái bảng sản phẩm nè. Bạn muốn biết mình có bao nhiêu sản phẩm á thì các bạn qua cái phần này nè. Add column nè. Xin lỗi, bạn transform đi. Các bạn count coi thử nó có bao nhiêu dòng. Nó có bao nhiêu? 364.184 sản phẩm ha. Rồi, cái bảng cửa hàng. Cửa hàng ở đây mình có 104 cửa hàng ha. 104 cửa hàng. Thì mỗi cái cửa hàng này nó thuộc lãnh thổ nào nè? Thuộc lãnh thổ nào? Tên cửa hàng thuộc lãnh thổ nào? Rồi, những cái postcode này nè, postcode giống như là cái mã, giống như là mã bưu điện gì đó ha, giống như cái code bưu điện vậy đó. Rồi ngày mở nè, cái cửa hàng này được mở ngày nào? Trong cái bài kiểm tra các bạn nó không có mấy cái này nha. Rồi, đây là diện tích nè. Một cái cửa hàng nó sẽ có cái diện tích ha. Ví dụ người ta thuê một cái cửa hàng diện tích 100 m², 200 m² gì đó, hiểu không? Tại sau này các bạn muốn phân tích một cái cửa hàng nó kinh doanh có hiệu quả hay không, thường người ta sẽ dựa vào hai yếu tố. Ngoài cái doanh thu họ bán được trong một tháng đó, thì người ta muốn so sánh hai cửa hàng nó có hiệu quả hay không. Ví dụ như tôi nói cửa hàng A và cửa hàng B. Cửa hàng A doanh thu trong tháng là 100 triệu. Cửa hàng B doanh thu trong tháng là 90 triệu. Thì mình không thể nói cửa hàng A 100 triệu hiệu quả hơn 90 triệu được. Mà mình phải coi cái diện tích của nó như thế nào. Ví dụ như 100 triệu mà người ta thuê cái diện tích là 100 m². Còn cái cửa hàng kia là có 90 triệu à. Mà diện tích người ta thuê có 50 m². Còn cửa hàng kia 100 triệu mà diện tích 100 m² thì 100 m² mà anh kinh doanh được 100 triệu với anh 50 m² kinh doanh 90 triệu thì chắc chắn là anh 90 triệu nó hiệu quả hơn rồi. Đúng không các bạn? Tại vì thường nó liên quan đến diện tích. Cái doanh thu thường người ta tính trên một cái đơn vị diện tích. Nha, anh diện tích anh lớn hơn mà anh bán không nhiều hơn thì đâu có thể nói anh hiệu quả hơn được.
Nên sau này các bạn tập làm quen với một số cái khái niệm quan trọng trong việc phân tích. Còn cái đây là tên của cửa hàng. Rồi cái này á, là ta lấy cái tên này nè, ta nối với cái ID phía trước này nè, ID này nè ha. Tại thường người ta muốn tạo cái cục này á, là để người ta, thay vì bạn dùng cái cục tên á, thì khi còn nó sắp xếp, nó sắp xếp theo ký tự alphabet, nó chạy lộn xộn, người ta muốn có cái số vô để người ta sắp xếp theo con số này nè ha. Ý tưởng là vậy thôi. Rồi cái cửa hàng này nó thuộc cái thành phố nào, rồi nó thuộc loại cửa hàng nào. Loại cửa hàng thì cửa hàng thời trang và cửa hàng đa dụng. Rồi cái cửa hàng này nó thuộc cái đại lý nào hay là quận nào đó. Nó ba thông tin này nè. Thông tin này là thông tin của là District ID là thuộc quận nào á. District ID này nè. Thuộc cái quận nào. Các bạn lưu ý. Được chưa? Một cửa hàng nó thuộc cái quận nào là ba cái thông tin này. District ID này, chủ yếu mình dựa vào cái District ID này. Rồi mở năm nào? Mở cái năm mở này chính là nó lấy từ cái ngày mở này nè. Lấy cái năm của cái ngày mở này nè. Ha. Rồi, ở đây là cửa hàng này là cửa hàng mới hay là cửa hàng đã có trước đó? Thường người ta quy định là gì nè bạn? Ví dụ trong năm hiện hành những cửa hàng nào có ngày mở mà trong năm hiện hành ta gọi là cửa hàng mới, còn cửa hàng nào mà đã mở từ năm trước ta gọi là cửa hàng cũ ha. Nhưng mà do cái dữ liệu của mình là mình bắt đầu từ là cái gì, trong cái dữ liệu của mình đó từ năm 2014 nha bạn, tôi đến năm 2014 thôi, nên mình xem cái năm 2014 là cái năm hiện hành. Rồi tháng mở, tháng nó cũng lấy từ cái ngày mở, tháng ngày mở và tháng bằng Tết nha. Bạn nào trả lời thử cho thầy cái câu thử coi, tại sao nó có cái tháng là số rồi nó còn thêm cái tháng là tên. Bạn nào trả lời thử câu hỏi này thử coi. Bạn nào? Để thầy mời thử một bạn mới coi. Bạn mới rồi để tên bên đây thầy không phân biệt được. Bạn thử Hồng Ngọc ơi, trả lời thử coi. Tại sao mình có cái tháng rồi, tại sao người ta thường tạo thêm một cái tháng là tên nữa? Cái tháng là số, cái tháng là tên. Sau này các bạn gặp trường hợp này rất là nhiều. Tại sao? Tháng là chẳng qua nó là tháng mở này thôi. Cửa hàng nó mở ngày tháng năm này, nó lấy cái tháng ra. Nhưng mà sao thường người ta tạo thêm cái cột tháng và tháng này. Sau này các bạn hay gặp trường hợp này lắm. Suy nghĩ cho lời thử cho thầy ra. Dạ, em nghĩ là để vẽ biểu đồ ra theo cái tháng thì chỉ cần lấy mấy cái đó thôi. Mấy cái cột tháng thôi chứ không có cần lấy ra hết ngày tháng năm. Đúng rồi, tháng thôi là đúng. Nhưng ý thầy nói là tại sao tháng người ta không dùng tháng số hoặc là tháng là cái tên tháng thôi mà người ta phải tạo cả hai. Ví dụ như trong bài này luôn nè. Ý thầy hỏi là gì nè? Ví dụ như ở đây nè. Trực quan theo tháng nè. Thì thường người ta thích trình bày cái tên tháng cho nó dễ. Các bạn hiểu không? Nó dễ. Nó vẫn đẹp hơn tháng là bạn để số 1, số 2, số 3 cũng được. Nhưng mà nó thường người ta dùng cái tên. Nó đẹp hơn. Nó dễ đọc hơn. Đúng không bạn? Hơn là con số. Đúng không? Nhưng nếu người ta cần tên thì ta để tên thôi, ta để số tháng này chi nữa, tháng số gì nữa, để số để phân tích so sánh thiệt là có ý tưởng rồi chứ trả lời chưa chính xác. Có ý tưởng đó, thấy bạn nói là có ý tưởng đó. Bạn nào trả lời được để cộng dồn là... theo tháng vậy nó từ thằng nghe nó nhanh quá. Em nghĩ là để sắp xếp theo trình tự tháng, giữa tháng tăng dần hoặc giảm dần. Bạn tên gì? Bạn tên gì và thầy nói thầy nhận dạng không ra. Em được. Tên Thuận á thầy. Thuận. Thuận hả? Câu trả lời đó là chính xác đó. Tại vì bản chất bạn thấy gì nè. Đó là lý do tôi nói cái bài này tôi đưa vô cho các bạn. Nó nhiều kỹ thuật hay lắm. Tôi lấy ví dụ nè. Người ta muốn ở đây là tên tháng đúng không bạn?
Nhưng mà thường á, tháng là phải là tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5. Tháng là nó phải được sắp xếp đúng đúng không bà? Trình tự thời gian anh phải cho anh không thể để tháng 1 rồi lên tháng 4 rồi lên tháng 3 rồi tháng là từ tháng 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng mà nếu mà bạn để cái tên á là nó là cái test. Bạn sọt thì lúc này cái chữ A nó nằm đầu nè. Chứ không phải là cái chữ January nằm ở đầu đâu. Hiểu ý thầy nói không? Nên thường á các bạn sẽ gặp trường hợp này nè. Tôi muốn hiển thị là cái tên tháng nhưng mà tôi phải tạo cái cột này để sau này tôi sắp xếp theo cái tháng số cho nó đúng, hiểu không? Sau này giống như tôi nói bạn cái thứ vậy đó, Monday, Tuesday gì, thứ hai, thứ ba đúng không? Nhưng mà bạn phải có cái thứ là con số nữa để sau này mình muốn sắp xếp nó cũng vậy đó. Cái trực quan ra bạn phải cho nó tiện dụng, tên thì để dễ đọc nhưng mà bạn phải sắp xếp theo đúng cái ngữ cảnh. À, từ tháng 1, tháng 2, tháng 3. Hiểu không? Nhưng mà nếu mà bạn không có con số đó đó, bạn sắp xếp theo cái tên này nè, nó sắp xếp theo ký tự alphabet thì nó cái tháng này cũng đầu rồi đến cái tháng này, ví dụ như vậy. Thì nó không có đúng theo cái thứ tự. Hiểu không? Cái thứ cũng vậy. Thì cái bài này khi làm bài này thầy sẽ hướng dẫn nha. Thì trong cái bài kiểm tra thầy cũng cho các bạn làm một có một cái câu vậy đó, thực tế cái câu này thầy muốn cho các bạn, thầy chỉ cho một điểm thôi. Nhưng mà thầy khuyến khích để cho các bạn khi gặp một vấn đề lỡ mà các bạn chưa biết á, thì các bạn phải xoay sở như thế nào. Có biết cách là tự lên mình tìm hiểu thêm, tự tìm tòi thêm để mình giải quyết cái vấn đề của mình hay không? Hay là mình học bao nhiêu, mình biết bao nhiêu thôi. Tại kiến thức thì nó vô tận. Bạn có học một khóa, hai khóa, ba khóa là cũng không thể hết được đâu. Nhưng mà lỡ trong ví dụ như đó là trong cái bài kiểm tra thầy chỉ cho cái phần nó rất là nhỏ để cho điểm xuất sắc thôi, là một điểm thôi. Còn những cái phần còn lại là 9 điểm là các bạn là tương đối dễ hết. Hiểu không? Ý tưởng cho bài đó là vậy. Điều kiện cột là sao? Không. Cực quá vậy, cực quá. Cực lắm, hiểu không? Cực lắm. À, rồi. Để thầy giải thích cái dữ liệu xong luôn. Nha. Rồi. Thì bán cái thời gian luôn, thầy nói bán thời gian này chẳng qua là trong cái bài này người ta chỉ quan tâm đến là cái phân tích doanh thu theo tháng thôi. Do đó là mặc dù nó có những cái ngày tháng bán ngày tháng nhưng người ta quy về hết là ví dụ như là cái gì? Mon nè, bạn thấy nè. Ở đây nè, rồi cho các bạn xem ở đây đang trình bày nè. Tháng 1 nè ha, tháng 1 nè. Tháng 1 nè, ngày bao nhiêu tháng 1 nè. Nè. Đó, đây, mặc dù cái dữ liệu của mình đó là có ngày tháng năm rõ ràng. Các bạn hiểu không? Nhưng mà trong cái bảng bán hàng của mình á thì lúc này người ta chỉ quy ra à bán trong tháng 8 hoặc là tháng 1 là thầy nói hết cho bạn thấy. Tháng 1, tháng 2, tháng 3 ta quy vô cái bán hàng trong tháng thôi nha. Thì ở trong là cái bảng này nè, nó vẫn có một cái cột về ngày nè. À, cái cột về ngày thì lúc này á nó để ở đây là ngày 1 hết. Tháng 8 thì để ngày 1 hết. Để nó phải có cột này để nó kết nối với cái cột này nè. Thấy không? Thì các bạn lưu ý nè, trong cái bảng sale này nó nói lên cái gì? Bán hàng là bán năm tháng cho bán cái năm tháng nào. Nha. Bán cái năm tháng nào. Thì nó quan hệ qua cái cột này nè. Cột này với lại cái cột này của bảng sale dựa vô đây để biết bán năm tháng nào. Thứ hai là bán cái sản phẩm nào là ID nè. Bán sản phẩm nào? Có hóa đơn bán hàng. Bán cửa hàng nào, location ID nè, là bán ở cửa hàng nào? Cửa hàng nào bán? Thấy không? Rồi, sau đó là cái doanh thu á, bản chất cái doanh thu là nó trong cái bài này nè là nó lấy hai cái cột này cộng lại nè là doanh thu đó bạn. Chứ không phải một cột đâu. Doanh thu là bạn cộng hai cái cột này lại thì nó là doanh thu của một cái đơn hàng. Hiểu không? Doanh thu của một cái đơn hàng. Tương tự cái số lượng cũng vậy đó, đây là cái số lượng nè, cộng hai cột này lại lại nó là cái số lượng bán. Còn cộng hai cột này lại nó là cái doanh thu bán. Ha. Đó là lưu ý cho thầy thôi.
Thì bây giờ cái công việc của các bạn á là đầu tiên ha, các bạn sẽ kết nối cho thầy năm bảng này và xem lại dữ liệu một lần nữa trước khi mình làm nè. Xem lại coi thử có thắc mắc gì hay không. Còn nếu mà không có thắc mắc á thì cái bài này nè các bạn chỉ cần đóng lưu lại nè. Không có chuẩn hóa. Thầy mở cái bài mẫu lên cho các bạn xem. Để thầy lưu cái này lại cái đã. Có ai chưa hiểu cái dữ liệu này không? Có ai có câu hỏi về dữ liệu này không? Cái phần dữ liệu ổn chưa? Ai ổn thì các bạn tương tác giúp thầy một cái. Còn ai chưa ổn thì các bạn hỏi nha. Có bốn bạn ha, bốn bạn ổn mà hả? Bạn Suvia Thuận là bạn tên đầy đủ là gì? Suvia Thuận hả? Kiều Oanh, Kim Hoàng, Hương Thảo, Trang, Khánh. Còn mấy bạn còn lại ổn không? Ai ổn thì cố gắng tương tác tiếp hai cái. Tám bạn à. À, lớp mình 10 người lần đó. Rồi. Rồi, coi cái mô hình. Thu nhỏ lại một tí ha. Bảng sale nè. Bảng cửa hàng nè. Một cái cửa hàng thì một cái quận á, hay là còn gọi một đại lý á, thì nó có nhiều cửa hàng. Ha, một cửa hàng thì có một cái đơn hàng này bán cửa hàng nào bán ha, do cửa hàng nào bán ha, qua location ID mình đó. Rồi bán ở ngày tháng năm nào ha, rồi bán sản phẩm nào. Bài này của mình vậy thôi, bán sản phẩm nào đó, các bạn ra được cái mô hình này nha. À, đây là cái demo ha, tôi lưu lại cái demo đi. Rồi bây giờ các bạn kết nối và xây dựng cái mô hình này cho thầy, kiểm tra lại dữ liệu coi thử cái gì đó chưa rõ thì hỏi nha. Chưa rõ thì trong đây là nhớ giùm cho thầy cái chỗ này, thầy nói cái chỗ này lưu ý nè, tí nữa các bạn làm các bạn sẽ gặp trở ngại nè. Nhớ là doanh thu, tổng doanh thu thì là phải cộng hai cột này lại, hai cột này lại cộng lại nó mới là doanh thu, còn tổng số lượng là hai cột này cộng lại nha, nhớ giùm cho thầy. Còn doanh thu mà trong năm hiện hành thì tổng cộng hai cột này lại thêm cái điều kiện là này bằng một, còn cái cột này điều kiện bằng hai, có nghĩa là doanh thu của năm ngoái cũng cái tháng năm này nhưng mà năm ngoái ha, đơn giản là vậy thôi. Thì các bạn làm đến cái bước này ha. Rồi bây giờ mình vô mình làm thử. Làm thử cho thầy coi. Mô hình nè. Giờ loại này nè. Có rồi nè ha. 5 bảng. Thì các bạn sẽ làm thử cho thầy cái trực quan 2. Trực yêu cầu 3. À, rồi đến câu số 4. Thử nha. À, rồi ai có thắc mắc gì cứ việc hỏi ha. Thầy dừng lại một tí cho các bạn làm. Thắc mắc thì các bạn hỏi. Rồi alo. Thầy sửa nhanh các bạn. Nha, nãy giờ cho các bạn làm để cho các bạn quen. Bây giờ thầy sửa, thầy hướng dẫn cho các bạn làm. Ok, sẵn sàng hết chưa? Cố gắng là tương tác để thầy biết được các bạn đang sẵn sàng nha. À, bạn Hương Thảo, Minh Khoa, Ngọc Nguyễn ha, bạn Thuận, Thủy, Trang, Khánh, Đỗ Hoàng, Kiều Anh, Mỹ Kim. Rồi, bạn Thuận đâu? Bạn Thuận đâu? Chưa thấy. Rồi, thôi bây giờ thầy sửa cho, hồi nãy thầy hướng dẫn thôi. Thì cái bài của mình nè, cho các bạn xem sơ qua nghe nè. Cái kết quả của cái trang dashboard của mình nè, nó là gì? Nè, nhưng mà khoan quan tâm đi. Nha, mình có từng cái nghiệp vụ của mình. Nha. Kết quả của cái bài này, bài phân tích tình hình bán lẻ ha,
Rồi bây giờ mình làm cái bài này. Thứ nhất á, là thầy nói luôn. Thứ nhất khi các bạn qua ở cái tầm nha, bây giờ thầy hướng dẫn cho cái chỗ này thì các bạn khi thầy hướng dẫn á, các bạn nào mà có thắc mắc thì các bạn cứ hỏi nha. Giống như hồi nãy thầy nói cái doanh thu, tổng doanh thu là mình cột cộng hai cột này lại. Thì nó có nhiều cái cách làm. Bạn có thể tạo trước một cái cột để cộng hai cột này lại, rồi sau đó bạn mới sum cũng được. Còn không thì bạn làm giống như cái hướng dẫn của thầy nè. Bạn sum trước từng cột. Ha, sum cột. Được chưa? Rồi sau đó bạn mới cộng từng cái total thì mới được cộng hai cái pixel này lại. Ha, cách nào cũng được. Nha, nhưng mà thường mình viết gì cho nó gọn ha. Còn không mà bạn phải tạo một cái cột mới đi. Cái cột mới là cộng hai cột này lại, new một cái column cũng được ha. Rồi bây giờ thầy làm thử cho các bạn ha. Thì ở đây thầy tên á, thầy copy cái tên ha, thầy copy cái tên. New một cái mixer. Ví dụ mình lưu trong cái bảng xem. New một cái mixer. Có nghĩa là tôi sẽ đánh sum của cái cột regular cell thì các bạn dùng cái hàm sum bình thường thôi. Từ cái bảng cell thì các bạn gõ bảng cell rồi cái cột regular sum regular cell này, được không? Ai có thắc mắc thì hỏi nha. Được chưa? Rồi. Rồi. Ha, thì nó tạo ra cho mình một cái mixer. Nhưng mà các bạn lưu ý là sau này mình có nhiều mixer lắm các bạn. Nếu mà lưu chung vô cái này á, thì các bạn sẽ khó lắm ha. Nhiều mixer lắm cái bài này, sau này mình nhiều mixer lắm à, các bạn nên tạo một cái group riêng đi để mình lưu các cái mixer này. Thì để làm như vậy đó, các bạn new một cái enter data nè, new một cái bảng giống như vậy nè, new một cái bảng enter data nè. Ha. Tôi hướng dẫn cho các cách các bạn tổ chức lưu trữ cho nó dễ. Cái này ví dụ tôi đặt là cái key mixer đi. Key. Key mixer ha. Thì một cái bảng mặc định nó có một cái cột, mình đặt tên bảng đây thôi. Thì nó tạo ra cho mình một cái bảng. Nha. Thì cái bảng này nó có sẵn có một cột ha. Thì các bạn đừng có xóa nó liền. Nếu mà các bạn xóa liền thì cái bảng này nó mất tại bản chất một cái bảng thì tối thiểu nó phải có một cái cột. Thấy không? Thì các bạn đưa các cái mixer qua đây đi ha. Ví dụ mình lỡ mình đang lưu trong cái bảng cell, ví dụ cái mixer này nè mình đang tạo, mình lưu trong bảng cell, mình muốn đưa qua cái bảng này á, thì các bạn lưu ý nè, các bạn thấy là ở đây mình có cái home các bạn thấy không ở đây mình chọn này, tôi chọn lại cho bạn thấy nè. À, cái mixer tool nè, bạn thấy mình chọn cái mixer nè. Thì bạn thấy cái mixer này mình đang lưu trong cái bảng cell nè. Bây giờ mình muốn chuyển qua cái bảng key mixer thì các bạn chỉ cần chọn ở đây thôi nè. Nha. Chọn thì bạn thấy cái này mixer này nó sẽ move qua đây, nó lưu qua đây cho mình. Thấy không? Bạn thấy nó move qua không? Nha. Khi nó có một cái mixer rồi thì bạn mới xóa cái column này đi. Thì lúc này á, cái biểu tượng này bạn thấy nó đổi lại khác đấy. Đó. Thì sau này các cái mixer mình chỉ lưu hết trong này. Nha các bạn. Rồi, tương tự. Cái thứ hai. Thầy tạo cái mixer thứ hai là sum cái cột mắc theo cell này. Chọn cái mixer này. Nha, mình niêm. Niêm. Rồi tương tự mình cũng sẽ sum. Sum từ cái bảng cell cột mắc đao cell đầu đô la. Được chưa? Rồi. Thì mình có 20 cell này. Thì bản chất là mình đang làm như vậy á, là mình bản chất á là mình đang sum cột này. Rồi mình sum cột này, bây giờ cái tổng total nó cộng thì mình cộng hai cái cell này lại thôi. 20 cell này lại thôi. Giống như thầy hướng dẫn ở đây nè. Cái total này nè là cộng 20 sơ này lại thôi. Thì copy cái tên thôi. Thầy làm lại cho các bạn dễ hình dung. Nè. Rồi, new một cái chọn thế này, lưu hết trong đây cho thầy nha. New một cái mixer.
Thì cộng 20 sơ này lại, mi sơ thì các bạn chỉ còn để vậy thôi. À, không có còn ghi tên bảng ra, không còn ghi tên bảng. Tiếp cộng lại. Rõ này ha. Regular cộng mắt ra xem thì mình có cái tổng cái total. Được chưa? Thì để tính doanh thu năm hiện hành á, giống như nãy thầy nói á, là ngoài cái việc các bạn cộng hai cột này lại thì các bạn phải thêm cái điều kiện là cái cột này nè bằng 1, kịch bản scenario này bằng 1 ha, thì doanh thu năm hiện hành. Thì ở đây tôi copy cái tên đi ha. Ai hỏi gì đây? Phương Thảo, mấy bạn ơi, ai đang mở mic? À, tiếng nói bị echo. Rồi, ok, cảm ơn bạn ha. Cảm ơn bạn. Thì bạn nào có mở mic thì à. Rồi, ok. Ha, các bạn nghe tiếp được mà phải không? Nghe rõ, nãy giờ nghe rõ phải không? Nghe không? Các bạn nghe rõ không? Dạ, yeah, bây giờ thì được rồi thầy. À. Yeah. À, tất cả các bạn nghe rõ hết không? Tương tác giúp thầy cái để thầy nắm tình hình cái nha. Thầy sợ một số bạn nghe không được á, thì nó hơi hơi thầy phải nói lại tí nha. Còn ổn hết thì thôi thầy nói tiếp. Hồi nãy thì nó hơi rè thiệt nha. Ok. Rồi, bây giờ để thầy nói tiếp. Đến khúc này ổn rồi ha. Bây giờ ở đây, bây giờ mình nói về cái chỗ này nè. Doanh thu năm hiện hành. Thực tế là bạn cộng chính là cái doanh thu, tổng doanh thu này với điều kiện này thôi. Thì thực tế ở đây bạn dùng cái sum ít cũng được. Hồi nãy có một bạn hỏi cái này bạn dùng sum ít được không? Thì được, tại nó cùng một bảng mà. Nhưng mà mình calculate thì nó tổng hợp hơn. Điều kiện mình cùng bảng hay khác bảng gì đều được cả. Nên mình dùng cái calculate mình làm cho nó dễ ha. Doanh thu năm hiện hành, thầy copy cái tên thôi ha. Mình lưu trong đây luôn. New. À, doanh thu năm hiện hành nha, thì calculate nha. Rồi, cái chính là cái total sale. Cái Mr. total sale. Điều kiện của mình là cái bảng sale cột scenario ID bằng 1 nha. Được chưa? Là doanh thu năm hiện hành. Rồi, tương tự mình tạo một cái doanh thu năm ngoái. Doanh thu năm ngoái là ngược lại, là ở đây cái cột này bằng 2 thôi nha. Doanh thu năm ngoái cột này bằng 2 thôi. Để thầy lấy cái lát gì đặt cùng tên này luôn cho các bạn, mình thống nhất một cái tên. Sau này thầy nói nó dễ giống gì hết. Doanh thu năm ngoái lát gì thì cái điều kiện cột này là bằng 2 thôi nha. Tới đây có ổn không? Ai có thắc mắc gì thì hỏi nha. Tới đây ổn hết không các bạn? Ổn hết cái chỗ này không các bạn? Ổn thì tương tác với thầy cái nha. Còn ai không hỏi, không ổn thì cứ mạnh dạn hỏi nha. Ok, tình hình ổn ha. Rồi, thầy nói tiếp. Tại sao mình làm như vậy? Thực tế là cái, mình trực quan cái này lên. Đây là chính là cái doanh thu. Đây nè, các bạn xem cái điều. Ở đây là gì? Nhớ trực quan của mình yêu cầu là this year sale, có nghĩa là doanh thu năm hiện hành được tính theo cái này là chuỗi cửa hàng nè. Hồi nãy mình nói là mình có hai cái loại chuỗi cửa hàng là cái gì? Cửa hàng nó có hai cái loại. Cửa hàng là cái gì? Ở đây là cửa hàng thời trang. Mình có hai loại cửa hàng thời trang và cửa hàng đa dụng. Được không? Thì ở đây cái bài, cái trực quan này chính là cái mình muốn thống kê cái doanh thu của hai loại cửa hàng này. Mà ở đây là doanh thu của năm hiện hành. Mình đúng không? Mình dùng cái biểu đồ là pie chart này ha. Rồi, bây giờ thầy hướng dẫn cái biểu đồ này. Thì cái biểu đồ này chỉ lúc này nó dễ thôi. Yeah. Thì các bạn lưu ý nè. Ở đây thầy nói sơ cho các bạn cái ha, cho nó rộng, đơn giản thôi. Cái biểu đồ này thì nó chỉ là cái dùng doanh thu năm hiện hành thì mình lấy cái doanh thu năm hiện hành vô thôi. Doanh thu năm hiện hành thì mình đã có tính doanh thu năm hiện hành rồi nè. Kéo vô cái value này.
Đó. Nhưng mà bây giờ mình tính doanh thu năm hiện hành theo loại, đúng không? Loại thì nó nằm ở cửa hàng nè, cái chain nè, kéo vô cái region. Mình có hai loại, để thầy kéo bự bự cho các bạn hình dung, là thời trang và đa dụng. Thì cái doanh thu của nó là kéo bự bự dễ thấy ha. Đó, nó là 6 15 triệu và 6 triệu mấy ha. Màu xanh đậm này chính là đa dụng nè, màu xanh nhạt này chính là thời trang nè, 16 16 15 triệu mấy đúng không? Thì bây giờ mình muốn làm cái màu giống thầy á, thầy chỉ cách cho làm nè. Các bạn qua cái màu á, thì các bạn chọn, nếu mà chọn tự chọn thì chọn tương đối cũng được, còn muốn muốn mã màu y chang vậy đó thì các bạn phải copy cái mã màu. Cái data color nè, copy cái mã màu. Ha, ví dụ tôi lấy cái thời gian trước nè. Bằng more color thì bạn thấy cái mã màu này nè. Cầm trên xe, tôi gửi cái mã màu lên live luôn cho các bạn. Mã màu 1 nè ha. Tôi copy xong rồi, thời gian ha, tôi qua đây, tôi chọn data color nè. Cái thời gian nè. Vô more color, tôi dán cái màu này ra, dán cái màu mới copy ra ha. Ra đúng rồi. Cái mã màu mình không có đoán được đâu, thấy không? Rồi, cái màu thứ hai là cái dạng màu đỏ này, tương tự more color, copy cái mã màu tôi gửi lên group cho các bạn luôn. Rồi, copy qua đây, dán ra nè, màu. Rồi bây giờ thầy tôi nói rộng thêm một tí nè, khi các bạn trực quan hóa đó, các bạn cố gắng làm sao đó cho nó giống cái mẫu yêu cầu, chứ đừng có thích làm sao làm. Ví dụ như trường hợp này nè, người ta không yêu cầu mình hiển thị cái group nè, tại có hai group mà ha, ta muốn tắt thì các bạn cũng làm rất là dễ ha. Xem tôi làm nè, cái này là chính là cái reason nè, thấy không? Thì ở đây nè, nó có on off nè, đang mở nè, off là tắt nè, thấy không? On là mở nè. Đó, ta. Rồi, tiếp tục là tôi kéo rộng ra cho bạn thấy. Data color thì mình chỉnh cái màu rồi không nói rồi ha. Data color chỉnh màu rồi không nói. Rồi, data label nè. Data label là cái nào? Là mấy cái chữ này nè. Nếu mà mình thấy nó mờ quá thì mình chọn màu trắng đậm hơn. Đó. Mà đậm hơn mà chưa rõ nữa thì mình cho cái phông nó lớn lên. Thấy dễ nhỉ? Đó, thấy không? Các bạn chọn phông ha. Rồi, cái data label này bạn thấy nó có nhiều dạng lắm. Ở đây bạn coi cái style của nó nè. Hiển thị hiện tại nó đang hiển thị gì? Cái giá trị nè và cái phần trăm nè, cái giá trị nè và cái phần trăm nè. Đôi khi bạn muốn hiển thị gì? Muốn tên nhóm thôi thì bạn để tên nhóm thôi. Muốn hiển thị phần trăm không thôi thì hiển thị phần trăm không thôi. Muốn hiển thị là nhóm và cái giá trị, nhóm và giá trị, cái bài của mình là hiển thị nhóm và giá trị phải không? Nhóm và giá trị, thấy không? Thì mình phải chọn đúng cái mẫu của mình, cứ mạnh dạn đổi thử để mình coi, hiểu không các bạn? Không sao cả. Rồi, ở đây nó đơn vị tính là triệu nè, bạn muốn là cái gì nó trình bày ở dạng là ngàn luôn thì nó ra con số ngàn luôn, k. Còn mình muốn trình bày ở dạng triệu thôi hay là tỷ gì đó mình chọn, hiểu không? Rồi có bao nhiêu số lẻ ha, ổn không? Thì cái này là cái data label, cứ mạnh dạn thì nó mới ra được cái biểu đồ nó ưng ý giống mình ha. Rồi cái tiêu đề này nè thì các bạn vô cái title thôi nha, các bạn có thể ốp nó luôn cũng được, ốp nó mất luôn, còn bạn muốn bật nó lên, thậm chí bạn muốn sửa cái tên khác thì bạn gõ vô đây bạn sửa cái tên khác nha. Một số cái lưu ý, rồi phông chữ nè, màu sắc canh giữa canh trái in đậm gì đó, cứ mạnh dạn làm mấy cái định dạng thì nó đừng có sợ nó sai, ổn chưa? Thì đầu tiên thì mỗi cái trực quan các bạn cứ mạnh dạn làm cho thầy là một cái trang riêng đi nè, mỗi cái trực quan này nè làm một cái trang riêng rồi sau đó mình copy mình trình bày cái dashboard, chứ đừng có nhét nhét cho chung rồi hồi nó rú nha. Rồi cái câu tiếp theo là cái này thì dễ thôi, 10 cửa hàng mới
Và mình có tổng cộng bao nhiêu cửa hàng? Để ở đây thầy copy cái tên đi, cửa hàng mới. Cái này đặt tên gì? Total store. Thực tế cái này bạn dùng cái hàng nào cũng được, cái này nó dễ lắm. Thế là tôi nêu tổng số cửa hàng, bản chất mình có bao nhiêu cửa hàng là bạn đếm có bao nhiêu dòng thôi, đúng không? 104 dòng nè, đếm thôi. Thì mình có thể thao bình thường thôi, nêu nè. Nêu cái gì sao? Tổng số cái cửa hàng thì mình khao thôi cũng được nha. Khao, khao cái gì? Số dòng, làm đếm khao rau ha, đếm số dòng thì mình, từ cái bảng store đếm nó có bao nhiêu dòng là có bao nhiêu cửa hàng thôi, hiểu không? Rồi một, rồi cửa hàng mới là new store đúng không? Tôi để đây tôi đặt luôn new store. New store, à, cửa hàng mới thì là bằng gì? Bằng là đếm calculate cái này đi cũng được. Rồi dùng cái total store là tổng số cửa hàng, đúng không bạn? Điều kiện của mình là gì? Cái store, cái bảng cửa hàng này nè, store, store type đâu? Store type đây, bằng new store. Điều kiện à, ra thử coi thử cái chữ này viết chính đúng hay không nha, coi mở bảng cửa hàng coi lại coi. À, store type nè, thuộc tính là gì? New store bằng new store nha, đúng không bạn? Được chưa, hiểu chỗ này chưa? Đâu rồi, new store đâu? Đây. Chính là tổng số cửa hàng thêm điều kiện là store. Store type bằng new store. Được chưa? Rồi kéo ra thử coi. Kéo trực quan ra thôi, đơn giản cái này dùng cái trực quan cạc thôi. Cái này nó nhỏ thì mình thôi, mình làm cho nó nhỏ thôi. À tập cửa hàng mới nè. Rồi. Tiếp theo. Copy cái này ra cũng được, Ctrl C, Ctrl V. New store là mình lấy cái tổng số cửa hàng 104 cửa hàng. Thấy chưa? Thấy chưa? Được chưa? Thực tế mình dùng cách nào cũng được ha. Bạn coi cái new store đây thì tôi viết nó hơi khác một tí. Ha, filter cũng được. Ở đây bạn không thích là bạn filter cũng được. Thấy chưa? Thì bản chất bạn dùng filter hay là bạn để cái điều kiện trực tiếp cũng được, không sao cả ha. Cách nào làm cũng được cả. Viết nhiều khác ha. Viết sao đơn giản mình dễ hiểu là được rồi. Rồi muốn chỉnh màu gì đó là các bạn chỉnh thôi. Cho nhỏ bớt thì chỉnh thôi. Data label ha. Đậm quá hay nhạt gì đó, font là lớn quá thì mình chọn cho nó nhỏ bớt. Font này cho nó 30 thôi. Ha, 30 nhỏ quá cho 34 đi. Được rồi. Màu đậm quá thì đừng chọn màu đậm quá, độ vừa vừa thôi. Đó, ha. Màu vừa vừa. Tương tự cái này. Phong 34. Màu vừa vừa. Ha. Đó, ha. Rồi, bây giờ hai cái này thì dễ rồi. Bây giờ thầy nói cái một cái trực quan mới ha, thầy nêu qua cái này mới đi. Quan này. Trực quan này. Thì bạn có cái đây là cái trực quan gì nha, để thầy hướng dẫn cho cái bài này một tí nha, đúng không? Trên cái này mình cái bài kế tiếp là bài này đúng không? Rồi ok, khi gặp những cái trực quan mà khó quá các bạn chưa hiểu quá thì thầy chỉ cho nè, bản chất của cái trực quan này là gì? Người ta yêu cầu bạn là tính cái chênh lệch cell variance. Cell variance là sao? Cái này là by theo tháng và theo quận ha. Cái này mình có 9 quận nè.
theo tháng nè, tháng là mình đang kinh doanh được đến 8 tháng nè. Còn cái variance này là cái gì? Bản chất của cái variance á là nó lấy doanh thu năm hiện hành trừ cho doanh thu năm ngoái thôi chứ không là cái gì cả. Variance nè là lấy doanh thu năm hiện hành trừ doanh thu năm ngoái thôi chứ không phải là cái gì cả. Variance là cái khoản chênh lệch. Đây, tôi làm thử cho xem. Nêu một cái misa. Nêu misa. Mình có doanh thu năm hiện hành đích gì rồi, doanh thu năm ngoái là lát gì, thì cái danh cái variance này nè nó sẽ được tính là lấy doanh thu năm hiện hành trừ cho doanh thu năm ngoái, có nghĩa là cái khoản trên là so với năm ngoái đó, ý người ta muốn như vậy đó bạn, hiểu không? Thì bây giờ mình xem thử nha, xem thử thì cái việc kinh doanh của mình là xem dữ liệu trước nè, bán hàng nè. Thì thực tế là mình đang, ví dụ cái ngữ cảnh bài này nó đang là năm 2014 á, thì hiện tại người ta đang kinh doanh đến tháng 8 thôi nè. Từ tháng 1 đến tháng 8 nó có 8 tháng thôi, hiểu không? Tháng 8 thôi. Mà các bạn muốn lấy từ cái bảng tham cũng vậy, nó cũng là 8 tháng thôi. Từ tháng 1 nè, chẳng qua là cái này nó có ngày nên nó dài đến 700 mấy thôi, chứ cũng là từ tháng 1 nè. Bạn coi cái tháng nè, từ tháng 1 đến tháng 8 nó để là tháng 12 nhưng mà hiện tại mới kinh doanh đến tháng 8 thôi. Hiểu không? Mới kinh doanh đến tháng 8 thôi. Nên tháng ở đây nè, bạn thấy nè, nó có tháng nè. Rồi, tên tháng nè. Cái này là tên tháng nè. Cái bài này mình đang trực quan theo ở đây là tên tháng nè. Và cái trên là doanh thu giữa năm hiện hành và năm ngoái, hiện tại người ta đang kinh doanh đến 8 tháng. Và theo từng quận ha. Bây giờ mình chưa nói từng quận, bây giờ mình nói trên là doanh thu thôi, thì bây giờ mình trực quan nó là như thế nào. Thì để thường những cái trực quan mà các bạn thấy khó đó, mà nó, dữ liệu bạn chưa hiểu đó, thì các bạn cứ nên trực quan ra ở dạng bảng trước đi để mình xem. Hình dung không? Ở đây nè, bạn thấy nè, cái 5 tháng thì bạn cứ lấy từ cái bảng tham này đi. Tham nè, cái tháng nè, coi lại cái dữ liệu nè, các bạn thấy rõ nè. Cái tháng nè, mình trực quan cái tháng này nè. Tháng thì mình có, trong đây là dữ liệu nó 12 tháng, mặc dù mình mới kinh doanh đến tháng 8 thôi. Tháng nè. Còn bạn muốn lấy tên tháng thì bạn lấy này, nó cũng là 12 tháng. Fiscalman ha. Kéo vô. Fiscalman. Được chưa? Dùng cái trực quan matrix nè. Được chưa? Mình có 12 tháng. Thì cái doanh thu, mình kéo cái cục doanh thu năm hiện hành nè. Đít gì vô nè. Đít gì. Thì đây, ở do mình mới kinh doanh đến ta 8 tháng thì bạn thấy nó sẽ có 8 tháng. Nhưng mà bạn thấy nè, tôi dùng cái tên tháng này, bạn thấy không? Lúc này nó làm sao? Nó sắp xếp theo alphabet nè. Chữ A đứng đầu nè, rồi chữ M nè. Tôi đâu có sắp xếp được nữa đâu. Tôi sọt nè, bạn thấy tôi sọt nè. Nó không có sắp xếp theo đúng rồi, tháng 1, tháng 2, tháng 3. Nên do đó bạn hay thấy những cái bảng mà có tháng á, này nè, nó sẽ thường có thêm cái cột tháng tương ứng. Thì lúc này khi tôi dùng cái cột này nè, tôi sắp xếp, tôi muốn nó sắp xếp theo cái tháng là số thứ tự thì tôi làm sao? Chẳng lẽ tôi thầy hướng dẫn cho luôn nè. Thì cái cột này nè, các bạn mở cái bảng đó ra, các bạn chọn cái cột tên tháng. Nhớ quan sát ở đây nè, bạn thấy tôi sắp xếp nó đâu có sắp xếp theo từ tháng 1 đến tháng 2, tháng 8 đâu, thấy không? Nè, tôi chọn tôi sắp xếp nè, tăng giảm gì đó, nó là test mà nó sắp xếp theo alphabet thôi. Thì bạn chọn cục này, bạn hay thấy ở bên đây nào nè, nó có cái sort by column nè. Tôi dùng cục này, nhưng khi sắp xếp, tôi muốn sắp xếp theo cái cục này. Thì tôi chọn ở đây. Theo kịp ý thầy không? Kịp không? Đó, cái này giống như tôi tặng cho 1 điểm luôn rồi đó. Được chưa? Hiểu không? Thì bạn coi ra đây, tự động nó sắp xếp theo nè. Tháng 1, tháng 2, tháng 3, tháng... nè, tôi sắp xếp nè. Đến tháng 8 bạn thấy không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tôi sắp xếp giảm nè. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bạn thấy không? Chứ không phải là chị dễ muốn sắp làm sao sắp đâu. Hiểu không? Rồi. Đây là doanh thu năm hiện hành. Kéo cái doanh thu năm trước vô. Doanh thu năm sửa, doanh thu năm trước hay là doanh thu năm ngoái vô. Thấy chưa? Được chưa? Rồi, thì cái chênh lệch hồi nãy mình mới tính đó là cái variance, total sales variance là bản chất nó là cái gì? Nó lấy cái doanh thu năm hành trừ doanh thu năm ngoái thôi. Nếu mà nó
doanh thu năm hiện hành nó bé hơn doanh thu năm ngoái ra số âm, lớn hơn thì ra số dương, hiểu không? Nhưng mà thường trong cái việc thống kê doanh thu á, người ta ít để số dương số âm lắm, số âm lắm, mà số âm á thường ta để trong cái ngoặc. Số âm, số dương là bạn coi đây nè, số âm thì người ta diện ta để trừ bảy cho mấy thì người ta để con số này trong cái ngoặc, chứ người ta không để dấu trừ. Dấu trừ nhiều khi người ta dễ lẫn lộn giữa phép toán cộng phép trừ. Thì mình muốn như vậy á, cái total variance này nè, mình định dạng nó, mình chọn nó ở cái dạng này nè. À các bạn để ý nha, nó có cái dạng tiền tệ nè, currency nè. Thì khi tôi chọn vậy á, những số âm nó đặt trong cái ngoặc. Số âm đặt ngoặc. Chọn xong các bạn nhớ để ở đây các bạn nếu mà chọn hai số lẻ thôi, các bạn chọn hai số lẻ thôi. Các bạn thấy không? Số âm nè, nó đặt trong cái ngoặc. Số dương thì thôi. Mình muốn nhìn thấy số âm hay số dương, mình dựa vào cái ngoặc mình biết số âm hay số dương. Hiểu ý thầy nói không? Mình nên trực quan ra ở dạng bảng này trước. Ai hỏi gì nói đi. Thầy cho hỏi là tại sao thầy phải dùng là scenario A với scenario D mà thầy không là last year this year bằng cách là trừ theo year vậy thầy? Cái từ từ à, em đang hỏi cái trục cái measure nào là cái variant này hả? Hay là đúng cái nào? Rồi. Cái variant này là thầy dùng từ this year sale trừ cho last year sale mà đúng rồi. This year sale thì theo cái scenario this year sale nào. À, scenario bằng 1. Cái này à, sao? Nhưng mà ra cái year nó là 1 year. Mà em thấy trong biểu liệu nó là 2014 mà. Không không. Bạn phải cái này là, đây nè, thầy nói lại cái chỗ này. Không phải là 2014 hay 2013. Cái đó là do cách người ta tổ chức dữ liệu thôi. Có nghĩa là người ta có nhiều hệ thống á, người ta hay gì á, có nhiều hệ thống người ta để năm 2014 rồi, rồi để năm 2013. Có những hệ thống người ta xuất ra cho mình là cũng năm 2014 các tháng thôi, nhưng mà người ta sẽ dựa quy định thông qua cái cột này. Nếu mà năm 2014 tháng 8 mà đây là số 1 thì bạn hiểu cái doanh thu này là doanh thu của năm 2014. Còn cũng 2014 tháng 8 mà đây là số 2 thì cái doanh thu này là doanh thu của năm 2013 tháng 8 năm 2013. Cái đó là do cái việc cái hệ thống người ta xuất dữ liệu ra như vậy. Mình phải dựa vô cái quy định của người ta mình làm chứ mình, thấy không? Người ta xuất ra mình là hệ thống phân tích, mình chỉ lấy dữ liệu người ta mình đi phân tích theo cái đặc tả của người ta, hiểu không? Người ta tổ chức vậy thì mình phải làm vậy. Ok. À, hiểu không? Chứ nếu mà người ta tổ chức năm 2014 rồi người ta tổ chức năm 2013 thì người ta lúc này không còn cái cột này thì mình làm cũng được, không sao cả. Tại vì em đang suy nghĩ là nếu như mình có 3-4 năm thì thành ra scenario 3, scenario 4. Không phải như vậy, mà là cái đặc thù của cái giống như các bạn còn nhớ cái môn 1 thầy có hướng dẫn cho các bạn cái chỗ này nè, các bạn còn nhớ không? Cái bài đầu tiên tổng quan đó, thầy có nói cho các bạn là cái chỗ này nè. Bản chất khi mình xây dựng cái hệ thống phân tích dữ liệu á là mình làm từ cái phần này nè. Thì cái nguồn dữ liệu mình lấy từ cái hệ thống mà có dữ liệu á, ta gọi là cái hệ thống OLTP. Còn cái hệ thống mình đang xây dựng là hệ thống OLAP, là cái tầng từ đây tới đây nè. Còn cái phần dữ liệu là cái mà từ các cái hệ thống có trước đó của chúng ta là hệ thống OLTP. Bản chất trước đó người ta tổ chức như thế nào thì mình phải làm theo cái cấu trúc của người ta thôi. Bạn hình dung không? À, chứ không, mình không nói là ủa tại sao anh phải tổ chức như vậy, anh không có tổ chức kiểu kia hả, tổ chức kiểu nọ, mình không có yêu cầu cái đó được. Tại cái dữ liệu là mình lấy từ những cái dữ liệu mà nó đã có trước đó 10 năm, 20 năm, 30 năm trước đó, 12, 30 năm trước người ta tổ chức như thế nào thì chịu, mình chỉ biết có đủ dữ liệu thì mình làm được thôi, hiểu không? Bản chất nó là như vậy, hiểu không? Giống như là mình nói à, tôi học lái xe, tôi quen ở, tôi lái xe ở Việt Nam là tôi phải chạy bên phải, nhưng mà khổ nỗi là bạn qua bên Anh, qua Hồng Kông thì bạn phải chạy bên trái, ví dụ như vậy. Cái đó là do những cái đặc thù riêng biệt của từng nước, mình không có nói tôi quen chạy bên phải là tôi phải đặt chạy bên phải, còn bên trái tôi chạy không được, không phải vậy. Dục tôi ở đâu tôi phải chạy theo đúng ta cung cấp làm sao mình làm vậy thôi, hiểu không? Miễn sao là nó đúng về mặt logic là mình phải làm được. Thường cái hệ thống này người ta xuất ra cho mình là chỉ có năm hiện hành và năm trước thôi, không có trước đó một năm nữa, mà cũng không có sau đó một năm nữa,
cách tổ chức của hệ thống trong cái đặc thù dữ liệu bài này nó là như vậy nha. Yeah. Rồi thì khi mình trực quan đây nè, thì các bạn thử dùng cái trực quan bình thường ha, trực quan này, thì các bạn sẽ thấy thì cái trực quan này của mình ở đây, tôi chưa nói về về có bao nhiêu cái đại lý ở đây ha, quận ở đây, tôi chỉ nói là cái doanh thu trên lịch doanh thu của năm hiện hành so với năm ngoái. Tại sao người ta trực quan như vậy? Là tại vì khi ta trực quan như vậy á, ta nhìn vô đây ta biết được cái vấn đề, thì mình coi nha, ở đây 5 tháng, đây là cái cột trên lệch doanh thu. Ha. Thì mình kéo vô đây chục ít là 5 tháng. 5 tháng là mình lấy cái giống như cái này. Thấy chưa? Mình trực quan ra mình hiểu rồi, mình lấy cái này. Được chưa? Còn cái cột chục y chính là cái total variance chục y. Thì bạn thấy rõ ràng. Đây. Thì ở đây là bạn thấy nè, đây là cái mức không nè. Đây là mức dương nè, dưới không là âm nè. Thì người ta dòm vô đây, người ta biết liền so với năm ngoái. À, tháng 1 giảm nè, tháng 4 giảm nè, tháng 7 giảm, tháng 8 giảm nè. So với năm ngoái, tháng 3 tăng nè, tháng 5 tăng, tháng 6 tăng. Ta nhìn vô đây là người ta nói lên được cái vấn đề liền. Các bạn thấy không? Còn cái tháng 2 này chẳng qua là tăng mà tăng ít ha. Thì mình dòm đây mình thấy, mình biết liền nè, có phải là tháng 1 giảm không nè, số âm nè, tháng 2 tăng không, tăng mà tăng ít quá nên bạn thấy mờ nè, tháng 3 là tăng nhiều nè, tháng 4 là giảm nè, số âm nè. Thấy chưa? Mình nhìn vô đây cái variant này, ý người ta muốn là ngữ cảnh, người ta muốn coi thử là cái hiệu quả kinh doanh của năm này so với năm ngoái tăng hay giảm. Hiểu chưa ý nghĩa của cái trực quan này chưa? Do đó người ta dùng cái variance là để ta dòm qua, người ta thấy liền. Dưới mức 0 có nghĩa là giảm so với năm ngoái. Trên mức 0 là tăng so với năm ngoái. Còn ở đây là mình nói là mình chung, tình hình chung, kinh doanh chung của tất cả các quận. Còn mình muốn giống như cái bài này thì có nhiều quận thì mình kéo thêm cái quận vô cái phần region thôi. Thấy chưa? Ở đây người ta hiển thị tên quận thì mình kéo tên quận vô. Có nghĩa là vậy, bạn thấy cái quận nè, district nè, quận là giống như cái đại lý vậy đó. Mình có 9 cái đại lý nè, ở đây là người ta hiển thị là tên người quản lý là nha, district manager nha. Thì mình chỉ còn kéo vô, bạn thấy nè, ở đây là giờ vô đây mình biết tháng 3 tăng bao nhiêu, 956672 thấy không, tháng 3 nè, 956672 nè, thấy không? Bây giờ mình kéo cái quận vô nè, người quản lý quận, kéo vô cái region, thì cái bài này của mình đó, lúc này nó sẽ là cái gì? Nguyên cái cột này nè, nguyên cái cột này nè, cũng là tháng 3 nè, cũng là 956672, nhưng mà bây giờ ở đây mình có 9 quận thì mỗi quận nó tăng bao nhiêu, ví dụ như vậy thì nó hiển thị ở đây. Nhưng mà do mình đang dùng cái dạng là gì? Stack là từng cái quận nó chồng lên nhau. Còn thường đối với ngữ cảnh này, các bạn dùng cái cluster đó thì từng cái quận nó xếp một cái ba riêng thì nó phù hợp hơn, các bạn hiểu không? Tại vì khi người ta dòm ở đây, người ta biết từng quận này nè, à là tăng bao nhiêu. Người ta dòm đây, người ta chỉ biết là tổng của 9 quận nó tăng bao nhiêu đây. Thì lúc này ta dòm đây, người ta biết từng quận, mình có 9 quận, mỗi quận tăng giảm bao nhiêu. Các bạn hiểu không? Thấy được cái ý nghĩa của biểu đồ stack này chưa? Cluster chưa? Còn nếu mà bạn dùng như vậy 9 quận mà bạn để cái dạng stack á, thì bạn rất là khó xem. Hiểu không? Còn bạn muốn xem từng quận thì bạn để cái dạng cluster, bạn xem nó dễ hơn. Nhưng mà stack nó vẫn có cái hay của nó. Bạn biết cái hay của stack là nó hay chỗ nào không? Ai trả lời được cho tôi? Khi nào mình dùng cái stack cho trường hợp này? Khi mình có nhiều nhiều cái, có cái cấp region này nè, thì khi nào mình nên dùng stack, khi nào mình dùng cluster? Ai trả lời được câu hỏi này cho tôi? Bạn nào? Đó, bạn nào? Suy nghĩ thử coi, cho các bạn 2 phút suy nghĩ. 2 phút thôi, đừng có trả lời liền. Trả lời liền nó mất hay.
không phải là tự động nó tạo ra cho mình là nhiều cái dạng biểu đồ này đâu. Ngữ cảnh nào bạn nên dùng cái stack này, mà ngữ cảnh nào bạn nên dùng letter. Letter là mỗi quận này nè, nó trình bày là 1-3, thì tổng các cái quận, tổng các quận này nè, thì nó cũng ra con số này. Còn bạn dùng stack là từng quận nó xếp trên từng chồng lên nhau, thì tổng của từng cái quận này nó cũng ra con số này. Nhưng mà cái ngữ cảnh nào mình nên dùng cái biểu đồ mà ở dạng là stack. Stack là xếp chồng lên nhau. Còn cũng ngữ cảnh nào mình nên dùng một cluster là từng cái thanh này. Ai trả lời được cho thầy ha. Tôi cho 5 phút luôn. Đến đúng 4 giờ nha. Suy nghĩ kỹ nha, cái câu này á thầy nói lại nè, tính ứng dụng của nó rất là cao. Trực quan là không phải bạn vẽ cái biểu đồ ra, thể hiện biểu đồ là xong, bạn phải hiểu cái biểu đồ. Ngữ cảnh khi nào mình dùng cái dạng này, khi nào dùng cái dạng này. Đó mới là cái vấn đề nha. Đúng 5 phút đi. Có ý thôi. Rồi, bạn nào xung phong trả lời cho thầy thử ơi. Nha, bạn nào xung phong. Hồi nãy thầy hỏi Kiều Anh rồi đó, bây giờ thầy hỏi là Nguyễn Thị Bích Thuận. Mời bạn Nguyễn Thị Bích Thuận. Dạ, dạ theo em thì cái column chart mà nó chồng lên nhau á thì mình gọi là stack á. À, mình gọi cho nó quen luôn này, stack column á, đúng không? Dạ, dạ. À. Stack column thì nó ý nghĩa nó biểu thị cho cái nhìn vô để mà phản ánh được cái số tổng á thầy, như đó mỗi phần nó sẽ chiếm bao nhiêu ở trong số tổng. Còn cái trường hợp mình muốn so sánh á thì mình sẽ dùng cái cluster để nó thể hiện cái độ so sánh sắp bạn, cột thì nó dễ hơn. Cho thầy hỏi thêm dạ. Con nữa là bạn dạ. Có đang làm cái bao trực quan hóa bên ngoài á, đi làm bạn có làm trực quan hóa không? Có không? Cái nghiệp dạ, vụ hiện bạn tại đi... thì dạ hiện tại thì không thầy. Hiện tại không. Thì em đang làm business analyst IT cho phần mềm dạ. À dạ. Bạn trả lời rất là xuất sắc, cảm ơn bạn. Câu trả lời rất là đúng. Như vậy nè các bạn đừng có nghĩ tại sao nó làm một mớ ra như vậy, nó có ý nghĩa sử dụng hết. Có nghĩa là như vậy nè, tôi nói cho bạn nghe là tại sao tôi trực quan cái này ra cho các bạn. Tại đơn thuần một cái trực quan, các bạn đừng nghĩ là bạn trực quan ra như vậy xong là xong. À xin lỗi nha, thầy chưa xem màn hình ha. Rồi ok. Các bạn phải đi sâu vô nó.
thì các bạn phải hiểu được cái bản chất của cái vấn đề. Cái gì cũng vậy, tôi nói các bạn cố gắng là tiếp cận cái vấn đề là gì nè. Trong cái môn học 2 này nè, tôi sẽ hướng các bạn đến cái cách tiếp cận vấn đề giải một cái bài toán, là các bạn phải hiểu cái bản chất của nó thì các bạn làm nó mới ra được một cái sản phẩm xuất sắc được. Thì ở đây nè, tôi giải thích lại cho bạn một tí nè. Cái câu trả lời của bạn Thuận rất là chính xác, là như vậy nè. Nó tùy theo khi mình phân tích á, các bạn phải quan tâm đến cái yếu tố đầu tiên là cái gì. Giống như nãy tôi nói, tôi mở cái này kia ha. Cái yếu tố đầu tiên các bạn đi phân tích là các bạn phải biết cái gì, phải có cái yêu cầu. Phải có yêu cầu. Các bạn hiểu không? Từ yêu cầu các bạn mới đi thu thập dữ liệu. Data ha, tôi gọi dữ liệu đi ha. Khi mình có dữ liệu rồi, lúc đó mình mới đi phân tích. Thì khi mình phân tích là các bạn phải nhớ nè, lúc này mình đã có yêu cầu. Và khi mình thu thập dữ liệu, mình phải coi thử dữ liệu này đủ để thực hiện cái yêu cầu này hay không. Đủ thì cái dữ liệu của mình mới đi phân tích được. Và khi phân tích là bạn phân tích theo yêu cầu, chứ không phải tự bạn nghĩ ra bạn muốn phân tích theo kiểu gì bạn thì kiểu. Hiểu không? Bạn phải dựa vào cái yêu cầu của người dùng. Do đó, cái chỗ này thầy muốn nhấn mạnh là cái gì? Nếu người ta cần quan tâm đến cái tổng, có nghĩa là cái một tháng nè, ngồi cái chuyện là người ta muốn biết từng quận nó tăng hay giảm, thì người ta muốn biết con số tổng này nè. Tổng của các quận nó tăng bao nhiêu? Các bạn hình dung không? Tổng các quận tăng bao nhiêu? Thì người ta cần cái tổng này nữa, thì mình dùng cái stack. Thì cái stack nó thể hiện được cái tổng này. Tại nó xếp chồng với nhau mà, nó thể hiện được cái tổng này. Cái tổng này chính là con số này nè. Ví dụ tháng 3 nó đặt con số này nè. Chiều cao của cái tổng này nè. Tại vì đôi khi người ta còn tay dòm vô đây nè. Tại sao cái tổng là khi nào người ta muốn biết là hử là à cái tháng này nè, cụ thể tháng 4 nè, nó giảm nhiều hơn hay là cái tháng 2, tháng 1 nó giảm nhiều hơn. Thì ta dự vào cái chiều cao của cái tổng này, người ta biết được là cái tháng 4 giảm nhiều hơn tháng 1, hay tháng 1 giảm nhiều hơn tháng 4. Các bạn hình dung không? Hiểu ý thầy nói không? Còn nếu người ta không quan tâm đến cái tổng, mà người ta chỉ cần quan tâm so sánh giữa các cái đại lý này nè, đại lý này giảm nhiều, tăng nhiều, thì lúc này mình dùng cái cluster. Tại cluster thì từng cái thanh này nè, mình so sánh với nhau được. Là mình biết cái quận nào tăng nhiều, quận nào tăng ít, quận nào giảm nhiều, quận nào giảm ít. Hiểu ý thầy nói không? Và cái này nó sẽ gắn liền với cái ý tưởng mà thầy đã nói hồi nãy với các bạn. Ở đây là cái gì? Theo vai trò và nghiệp vụ. Có nghĩa là sao? Vai trò có nghĩa là sao? Đối với người quản lý, tổng giám đốc, thì người ta không còn biết mỗi quận tăng giảm bao nhiêu. Người ta chỉ cần biết là à năm này tổng nó tăng nhiều hay tăng ít. Thường người ta quan tâm đến cái tổng nhiều hơn. Bộ phận quản lý chung, có nghĩa là bộ phận tổng giám đốc. Còn với vai trò của từng những người quản lý các đại lý á, thì người ta sẽ còn cái này hơn. Ta coi thử là cái quận nào kinh doanh hiệu quả hơn thì người ta, ta sẽ thích cái biểu đồ này hơn, cái dạng phân tích này hơn. Ổn không các bạn? Hiểu ý thầy nói không? Hiểu chỗ này không? Nên cái vấn đề trực quan hóa để dùng kỹ thuật bạn thiết kế, bạn trực quan lên thì nó rất là dễ. Nhưng mà để hiểu bản chất của một cái trực quan mà bạn thiết kế, bạn thể hiện nó ra đúng với người xem nha. Thiết kế là bạn thiết kế cho ai xem. Nên thầy mới nhấn mạnh ở đây là theo vai trò và nghiệp vụ là như vậy. Người tổng giám đốc thì mình cũng cái yêu cầu đó, mình thiết kế khác. Người quản lý cấp dưới hơn đấy, quản lý quận thì mình thiết kế theo cách khác, chứ không phải là lúc nào mình cũng trực quan một kiểu cả, gọi là hay là đúng đâu. Nó phụ thuộc vào người xem, người dùng cuối. Nên các bạn nhớ là như vậy, bạn phải biết là bạn làm cái này cho ai xem, vai trò nào xem, chứ không phải là mình trực quan môn một thì thầy không yêu cầu bạn cứ trực quan ra thôi, ok đúng à, thể hiện đúng là ok. Còn khi bạn lên cái tầm mà gọi nâng cao thì bạn phải xác định được tôi thiết kế cái trực quan này là cho ai xem, người nào xem nha.
Ok chưa? Rồi, nếu ok thì nói tiếp. Còn cái, mấy cái định dạng còn lại là nó cũng dễ dàng thôi, không có gì hết. Muốn đặt cái này ở trên, ở dưới thì cái chuyện đó rất là dễ nha. Thầy làm thử một cái cho thấy thôi. Cái này nó reason nè, bạn cứ vô reason. Bạn muốn cắt nó luôn cũng được nè. Còn bạn muốn đặt nó ở vị trí nào, ở trên hay là bên trái hay bên phải thì bạn đặt nha. Chuyện nó rất là đơn giản. Nhưng mà các bạn, khi mà các bạn mới thiết kế đối với một hệ thống mới á, các bạn nên có cái trực quan này ra nè. Hiểu không? Để mình so sánh nó nhanh. Chứ không phải mỗi lần muốn xem con số mình di chuyển chuột tới chuột thì tất nhiên cũng được, nhưng mà nó không có tiện ha, nó, mình khó kiểm tra mình biết nó đúng hay sai. Ok, bạn nào có câu hỏi gì không? Thầy cho em hỏi cái chỗ cái subject, cái tiêu đề cho nó total severance by fiscal. Em không muốn nó xuất hiện mà em muốn đặt tên cho nó thì làm sao? Ủa nãy thầy nói rồi đó. Title em vô đây muốn sửa gì em sửa, tên gì em sửa. Rồi muốn phong chữ bao nhiêu, rồi in đậm màu sắc gì đó, muốn cắt nó luôn cũng được nữa. Hiểu không? Hiểu không? Muốn canh giữa, canh trái, canh phải thì nó có hết nè. Hiểu không? Chuyện này là chuyện rất là dễ ha. Được chưa? Được chưa Kiều Anh? À, được. À, ai hỏi gì nữa? Hỏi nữa thì hướng dẫn qua cái câu tiếp theo cho các bạn hoàn thành cái dashboard này, rồi các bạn làm xong nha. Cái này nữa nè. Bây giờ thầy nói cái dashboard, à cái trực quan này nè. Cái trực quan này á thì nó dễ nè, làm cái dễ trước cho nó có không khí đi. Không gian địa lý ha. Thì cái trực quan này nó dễ. Cái bài tập của mình không gian địa lý là nó nè ha, thầy đưa trước nè. Cái này nó khó đưa sau nè. Nè, thì cái trong cái trực quan này á thì nó yêu cầu bạn làm cái gì? Có nghĩa là mình store thai nè, cửa hàng mới và cửa hàng đã có trước đó ha, dựa vào store thai thôi. Mình có 104 cửa hàng thì mình trực quan ra. Cũ là màu đỏ nè, mới là màu xanh, 10 cái mới là màu xanh. Ha, dùng cái trực quan không gian địa lý thôi. Cái này dễ ha. Cái này dễ thì làm nhanh. Không gian địa lý đâu? Đây. Cái map mới dễ với các bạn làm, hồi các bạn làm nó không ra nha. Các bạn nhớ nha, ai mà trực quan không gian địa lý không ra đó thì tôi nói lại cho một tí này, do cái phiên bản của các bạn thôi. Các bạn vô đây các bạn chỉnh lại giùm cho thầy. Từ để tôi làm cái đi, xong rồi đã. Rồi, à, thì cái này nó là cái gì? Bạn chỉ cần là đưa đây là cái gì? Cái dữ liệu này là các cái cửa hàng. Cửa hàng thì nó có cái postcode này nè ha. Còn cái tên thì nó có postcode, nó cũng hiển thị được ở dạng này. Rồi reason mình dùng cái store type thôi. Còn bong bóng mà lớn, muốn lớn hay nhỏ là cái doanh thu của năm hiện hành. Bạn thấy nè, this year nè, sale nè, thì bạn kéo cái this year sale vô thôi. Là cái bong bóng nó lớn, doanh thu lớn thì bong bóng nó lớn thôi. Tôi làm thử dần cái nè. Đây cái cửa hàng mình trực quan không gian địa lý á, đối với cửa hàng á thì bạn dùng cái này nè, à postcode nè ha. Ờ, kéo vô postcode đọc đây nè, rồi cái đó 104 cái cửa hàng. Rồi ở đây mình sẽ chia là hai loại cửa hàng mới, cửa hàng cũ thì nó store type nè, kéo vô cái result. Nè, cửa hàng. Còn muốn lấy màu á thì mình, do hồi nãy mình lấy màu ở đây rồi nè, nên những cái màu này nó có ở trong đó rồi đó, mình chỉ còn chọn thôi. Nè, qua đây, chọn màu thôi. À, data color nè. Nè, màu là cái này, lấy màu xanh này. Sao nó có sẵn đây nè, màu đỏ nè. Ý lấy lộn, cái mới là màu đỏ, cái cũ là màu xanh nha. Đó vậy thôi. Còn mình muốn cái bong bóng này nó bự hay không á thì mình, ở đây là mình dùng cái this year sale vô cái size này nè, thì cái doanh thu nó càng lớn thì cái bong bóng nó càng bự. Bong doanh thu nhỏ thì bong cửa hàng nào doanh thu nhỏ, bong bóng nhỏ, bạn hình dung không? Mình zoom lại tí thôi, cái vấn đề là do zoom thôi ha, thì nó ra cái này dễ ha, làm nhanh cái cho nó có không khí.
Chỉ có cái này nó hơi khó nè. Cái này á. À, thì trước khi tôi sửa cái này, tôi muốn các bạn xem thử nè. Các bạn dòm vô cái biểu đồ này các bạn. À, tôi mô tả cho các bạn một tí nè. Ở đây người ta cũng dùng cái variant là doanh thu năm hiện hành so với doanh thu năm ngoái. Nhưng mà người ta tính theo phần trăm, chứ không tính theo cái trị giá. Cái này là doanh thu hiện năm hiện hành so với doanh thu năm ngoái. Nhưng mà người ta tính theo trị giá, có nghĩa là lấy năm hiện hành trừ năm ngoái thôi. Còn cái này cũng là năm hiện hành trừ năm ngoái, nhưng mà tính theo phần trăm. Thì cái phần trăm này nè, chẳng qua nó lấy năm hiện hành trừ năm ngoái chia cho năm ngoái. Tại sao bạn biết là tính phần trăm, bạn biết không? Trong phân tích, tại sao người ta tính theo phần trăm? Mà tại sao người ở đây người ta tính theo cái trị giá rồi mà bây giờ tính theo phần trăm? Ai trả lời được câu hỏi này cho thầy? Bây giờ thầy mời thử bạn thôi. Thuận hồi nãy mời rồi nè. Bây giờ thầy mời thử một bạn khác đi. Không mời. À. Để coi thầy mời ai đây. Hồng Ngọc. Mời bạn Hồng Ngọc. Dạ thầy. Mời bạn nha. Thầy hỏi lại giúp em mới đi. Rồi. Ở đây nè, là cái bậc câu này nè, bạn thấy câu nãy mình trên nè, mình đang tính là trên lệch doanh thu giữa năm hiện hành và năm ngoái, để mình biết thử là năm nay so với năm ngoái là mình tăng bao nhiêu triệu, giảm bao nhiêu triệu á, đúng không? Yeah. Có nghĩa là cái này người ta gọi là tính theo trị giá, trên lệch bao nhiêu triệu là tính theo trị giá. Cái câu này cũng ta cũng tính theo trên lệch giữa năm hiện hành và năm ngoái, nhưng mà người ta tính theo phần trăm, không tính theo trị giá. Thì theo bạn tại sao người ta tính theo phần trăm? Có nghĩa là người ta muốn biết là thực tế là gì nè. Thôi để thầy hướng dẫn cho bạn, nhiều khi bạn chưa hiểu cái nghiệp vụ đó lắm. Có nghĩa là gì nè, tôi nói nè, ví dụ tôi nói cái tháng 2 đi, tháng 3 đi, là doanh thu, tổng doanh thu của tháng 3 của năm nay so với năm ngoái. Tôi lấy cái trực quan này cho dễ nhau. Tổng doanh thu của tháng 3 năm nay so với năm ngoái, tôi nói là tăng được 956.672 đô, ví dụ gì đi. Thì cái này người ta nói theo trị giá. Thì khi người ta nói theo trị giá đó. Xem màn hình thầy ơi. Hả? À, chưa xem màn hình. Khi người ta nói theo trị giá đó, thì nó phản ánh đôi khi không chính xác. Đôi khi không chính xác. Bạn biết lý do tại sao không? Có những trường hợp nó không rõ nghĩa chứ không phải là không chính xác. Bạn biết lý do tại sao không? Ví dụ như tôi nói hai mặt hàng, một cái mặt hàng A đi, một cái mặt hàng chị em đi, hay mặt hàng nam đi, tôi nói so với năm ngoái, nó tăng 10 đô, nó tăng 5 triệu. Thì thực tế mình nói tăng 5 triệu thì người ta cũng không biết là tăng nhiều hay tăng ít đâu. Nhưng mà tôi nói nó tăng 20% là người ta đã biết được nó tăng nhiều hay tăng ít. Đúng không bạn? Đúng không? Giữa cái trị giá và phần trăm nó khác nhau. Cái chỗ đó đó. Đôi khi người ta còn biết được nó tăng giảm bao nhiêu triệu theo trị giá. Nhưng mà có những ngữ cảnh người ta còn theo phần trăm thì nó thể hiện rõ nét hơn. Tôi nói một cái mặt hàng A so với năm ngoái nó tăng 5 triệu thì người ta cũng không biết con số 5 triệu đó là nhiều ít. Tại vì nếu mà doanh thu 100 triệu mà anh tăng 5 triệu thì thực tế là không có nhiều, chỉ có 5% thôi. Nhưng mà nếu mà tôi nói 20% là người ta biết con số nó lớn hay nhỏ liền, hiệu quả hay không liền, đúng không? Đó là lý do một số cái ngữ cảnh người ta thường trực quan hóa, người ta cũng tính doanh thu so với năm ngoái nhưng mà theo phần trăm là như vậy. Thì bản chất của theo phần trăm là nó tính là như vậy nè. Thì nó cũng tính vậy thôi, nó lấy doanh thu năm hiện hành trừ doanh thu năm ngoái là chia cho năm ngoái thôi. Tôi làm cho các bạn thấy nè. Cái này là chính là tôi tạo một cái mixer new.
nè, cũng total sales variance, nhưng mà tôi tính theo phần trăm thì thực tế là cái gì? Tôi lấy doanh thu năm hiện hành trừ doanh thu năm ngoái, mà doanh thu năm hiện hành trừ năm ngoái có phải là chính là total gì? Chính là cái total này nè, đúng không? Cái này là chính là năm hiện hành trừ năm ngoái nè, đúng không? Rồi bây giờ tôi chia cho doanh thu năm ngoái thì tôi là cái gì? Last year này thôi nè, đúng không? Phải không? Thì thay vì bạn dùng phép chia như vậy thì bạn nó có cái hàm chia đó là cái gì? Divide nha. Ở đây bằng phải như thế, có nghĩa là mình lấy cái này chia cho cái này thôi, giống gì hết, được chưa? Thì cái trực quan này nó yêu cầu trực quan theo cái phần trăm nha. Ở đây là danh variance trên lệch mà theo phần trăm là cái trục này của các cái nhớ. Ở đây bạn thấy nè, ở đây là các của các cái quận ha, của các cái quận. Mình có 9 quận nè, bạn thấy mình có cái 9 quận nè. Người ta xem cái doanh thu của từng quận. Bài này là cái trực quan là đang xem doanh thu của từng quận, mình có 9 quận. Các bạn thấy mình có 9 quận nè. Người ta coi thử doanh thu năm hiện hành so với năm ngoái của từng quận nó tăng hay giảm, mình có 9 quận nè. Ha, 9 quận. Ha. Thì cái chỗ này, cái trục này là bạn biết cái gì không? Ở đây là cái hiệu quả kinh doanh, có nghĩa là cái hiệu quả là cái doanh thu trên một cái đơn vị diện tích. Giống như hồi nãy tôi nói, đối với một cái cửa hàng á, thì người ta muốn biết anh có kinh doanh hiệu quả hay không thì người ta coi thử là, ví dụ như người ta nói doanh thu trong một tháng của một cửa hàng là 100 triệu hay 80 triệu thì người ta không biết được là cái cửa hàng đó kinh doanh có hiệu quả hay không. Giống như hồi nãy thầy nói đó, một cửa hàng mà thuê 100 mét vuông anh doanh thu quá 100 triệu với một cửa hàng 50 mét vuông doanh thu 90 triệu thì cái cửa hàng mà doanh thu 90 triệu mà có diện tích thuê là 50 mét vuông thì nó vẫn hiệu quả hơn, đúng không bạn? Nên thường người ta tính hiệu quả của một cái cửa hàng á, thì một quận này thì nó có nhiều cửa hàng, thì lúc này người ta sẽ xem là cái gì? Người ta tính doanh thu trên một cái đơn vị diện tích. Thì để tính doanh thu trên một đơn vị diện tích á, thì cái cách làm gì nè. À, để tôi copy cái công thức này qua tôi giải thích cho các bạn. Thì sao? Bây giờ mình nói bằng lý thuyết trước đi. Chứ copy vô là mất công các bạn chưa hiểu liền nó không hay. Thì có phải là để tính doanh thu trên một đơn vị diện tích thì người ta tính sao? Có phải là người ta tính doanh thu trong năm hiện hành của cửa hàng đó đúng không? Đúng không bạn? Doanh thu của cửa hàng đó đúng không? Trong năm hiện hành ta chia cho cái gì? Có phải là người ta chia cho cái gì? Chia cho cái gì bạn? Ví dụ như mình nói doanh thu của một cửa hàng thì có phải là cái doanh thu đó, ví dụ mình đang kinh doanh đến tháng 8 thì cái total sale có phải là nó tính là doanh thu của 8 tháng đúng không bạn? Thì mình phải chia cho mấy? Chia cho 8 cái đã. Thì nó ra doanh thu một tháng. Doanh thu một tháng thì lúc này mình mới chia tiếp cho cái gì? Mình mới chia tiếp cho cái diện tích thì có phải nó mới ra doanh thu trên một đơn vị diện tích trong một tháng đúng không? Phải không? Đúng là cái chỗ này hiểu không? Hiểu ý thầy không? Ổn chỗ này không? Cái này nó dễ lắm nha, chứ không khó. Cái này thì nó dễ chứ không khó. Hiểu không? Ai chưa hiểu thì hỏi. Like đi. Hiểu thì like, còn chưa hiểu thì hỏi. Có nghĩa là gì nè? Bạn muốn tính doanh thu hiệu quả kinh doanh á, tại vì khi bạn tính total sale á, bạn sum cái cột sale này lại nè. Sum hai cái này cộng lại thì có phải là do mình đang kinh doanh đến 8 tháng không? Thì có phải là cái doanh thu này doanh thu của 8 tháng đúng không? Thì mình phải chia cho 8 cái đã thì nó mới ra doanh thu của 1 tháng. Ví dụ mình đang kinh doanh được 10 tháng thì có phải mình cộng doanh thu này là 10 tháng, mình phải chia 10 nó mới ra doanh thu 1 tháng. Doanh thu 1 tháng mình chia cho cái diện tích thuê thì có phải nó ra là doanh thu trên một cái đơn vị diện tích trong tháng không, trên một tháng không, đúng chưa? Thì cách tính là nó tính như vậy đó. Đây xem cái công thức này,
này, cái hiệu quả kinh doanh. Chẳng qua ở đây nó không, nước ngoài nó không dùng là của mình, là thường mình dùng là gì, mét vuông đúng không, đơn vị diện tích là mình dùng mét vuông đúng không. Nước ngoài thì người ta dùng cái foot thôi, nên thầy dùng cái gọi là đơn vị diện tích. Còn cái này là square, diện tích ha, là bình phương á, nó cùng cái square thôi. Ở đây là mình thì để thầy ghi thêm cái thực tế là bạn cái main ID này nè, giống như nãy là mình chia cho số tháng đó, thì nó từ cái bảng sale nè, ghi thêm cái bảng sale ra cho nó rõ nghĩa nè. Có phải là doanh thu của năm hiện hành không? Ví dụ mình đang kinh doanh đến 8 tháng thì có phải là đích di sale, có nghĩa là doanh thu của 8 tháng không, đúng không? Mình chia cho số tháng nè, đúng chưa? Giống như nãy thầy nói nè, thì cái phép chia này nè, nó ra doanh thu của một tháng nè, được chưa? Rồi sau đó, nhưng mà mình sẽ chi tiếp cho cái gì? Chi tiếp cho cái diện tích nè. Có nghĩa là mình lấy cái doanh thu nè, mình chia cho số tháng nè, rồi chi tiếp cho cái diện tích nè. Hình dung không? Thì nó ra doanh thu trên một đơn vị diện tích trong một tháng. Thường người ta tính năm thì người ta nhân cho 12, còn không nhân 12 thì các bạn hiểu là trên một tháng. Còn tính theo năm thì ta nhân thêm 12 để coi thử là một cái cửa hàng nó kinh doanh có hiệu quả không. Người ta tính như vậy đó. Có nghĩa là mình lấy tổng doanh thu đúng không? Tôi nói lại chỗ này một tí. Ví dụ mình đang kinh doanh đến thời điểm hiện tại nè là 8 tháng. Đúng không? Thì mình sẽ chia distinct này. Chẳng qua trong đây là nó có 8 tháng, mình chia cho 8 thôi. Còn chẳng qua trong đây là cái gì? Mình có là gì? Ở đây là mình có nhiều bán nhiều mặt hàng nên cái một cái tháng nó lặp lại nhiều lần. Do đó ở đây là tại sao tôi dùng distinct là như vậy. Tôi dùng distinct là như vậy ha, không lấy những dòng trùng lắp ha. Thì nó sẽ lấy ra cho mình là 2014 tháng 8 nó xuất hiện bao nhiêu lần, không biết, nó lấy ra một lần thôi. Thì lúc này nó lấy ra mỗi tháng, nó lấy một lần thì nó ra 8 tháng. Distinct này nè, nó trả về cho mình con số 8. Cái chỗ này nó trả về 8 nè. Rồi nhân cho rồi số diện tích của cửa hàng đó nè. Thì cái biểu thức này nè. Cái biểu thức này nè là doanh thu trên một đơn vị diện tích trong một tháng. Còn mình tính cho năm thì mình nhân thêm 12 thôi, chứ gì hết nha. Hiểu ha? Rồi, bây giờ tôi trực quan ra cho các bạn thấy thử. Thì theo nguyên tắc cũng vậy. Tôi trực quan ra cho các bạn ở dạng bảng trước đi nha, dạng bảng trước. Hồi nãy á mình bắt đầu hơi trễ một tí nha, nên mình kết thúc trễ lại một tí nha các bạn. Nha, chịu khó tí nha. Có ai có bận gì không? Các bạn nào bận gì không cho thầy hay coi. Còn không có thì ok ha, tiếp tục nha. Mình chỉ kết thúc trễ một tí. Ở đây là theo quận ha, quận mã quận nè, thì mình trực quan ra đi. Cái dạng bảng trước. Ha, quận nè, coi cái quận nè. Mã quận nè ha, lấy cái mã quận ra. Yeah. Rồi, doanh thu nè. Trên lệch doanh thu variance nè. Đây là cái doanh thu variance mà theo trị giá nè. Ở đây mình tính theo từng quận ha. Có quận tăng, quận giảm, nhưng mà thấy hầu như quận nào cũng giảm nè. Có quận nào tăng không? Có âm không? Ồ, quận nào cũng âm hết ta. Rồi cái phần trăm nè. Theo trị giá nè, theo phần trăm nè. Cái phần trăm này nè, mình muốn hiển thị theo dạng phần trăm, mình định dạng đó. Percentage. Thấy toàn sao âm không? Thấy không? Yeah. Quận nào cũng giảm. Thấy yeah. Yeah. Rồi, bây giờ mình trực quan cái biểu đồ này là biểu đồ gì? Biểu đồ này là biểu đồ scatter. Ha. Scatter. Scatter. Ha. Bạn xem tôi trực quan này nè. Dùng scatter. Yeah.
scatter đó thì các bạn lưu ý chụp ít nha. Cái bài này chụp ít của mình là gì? Chụp ít này là chênh lệch doanh thu theo phần trăm, chụp y là hiệu quả kinh doanh trên một đơn vị diện tích nha. Chụp ít là doanh thu trên lệch theo phần trăm, chụp y là hiệu quả kinh doanh trên một đơn vị diện tích. Và cái nội dung ở giữa này mình còn chụp quan, đó là các cái quận. Quận thì ở đây mình có 9 quận nè, thấy chưa? Còn cái bài này á, mỗi quận một, ở đây nè, mỗi quận một màu á, thì các bạn nhớ nè, mỗi quận một màu thì bạn kéo cái quận nó vô cái region thôi, để cho nó rồi cái bong bóng nó to nhỏ thì mình đưa vô cái doanh thu năm hiện hành, vô cái đích, vô cái size thôi. Doanh thu năm hiện hành nè, vô cái size thôi, thì mỗi bong bóng nó sẽ bự nhỏ liền. À, doanh thu năm hiện hành của cái quận nào lớn thì nó bong bóng nó to ha. Thì bạn dòm vô đây bạn thấy nè, như quận này nè, bạn dòm bạn thấy nó được cái gì. Quận này quận FD02 nè, cái dòng thứ hai là gì, so với năm ngoái nó giảm 0,98% nè. Doanh thu năm, cái dòng thứ tư là doanh thu năm hiện hành của nó là 3.717.412 đô nè. Rồi hiệu quả kinh doanh của nó là trên một đơn vị diện tích là 12.97 đô nè. Thấy chưa? Còn cái quận này nó lên cái gì? Quận LI01 nè. So với năm ngoái thì nó giảm 9,15%. Và hiệu quả kinh doanh của nó trên một đơn vị diện tích là 12.47. Và dòng thứ tư là doanh thu năm hiện hành của nó là 1.121.999. Còn chẳng qua bạn muốn mỗi cái này một màu á, thì bạn kéo thêm cái quận này vô cái region thôi. Region này nè, thì mỗi quận nó một màu. Và mình không muốn hiển thị cái này thì mình qua đây mình ớp nó đi. Region ớp nó đi. Đó. Thì khi bạn dòm vô trực quan này bạn nói lên được điều gì? Ai trả lời thử được cho thầy cái câu này? Thầy mời một bạn coi. Mời một bạn coi. Rồi, mời bạn Hương Thảo. Thử ra, nó thử ra, dòm vô. Bây giờ thầy gợi ý luôn, dòm cái trục này thôi. Dạ. Nói lên được điều gì? Nói thử thầy nghe, cho các bạn cùng nghe. Thầy là nếu mà mình chia cái trạc này làm 4 phần theo góc hình vuông á thầy. À, thì... trục lớn đó phải không? 4 phần dạ. Gì phải không? Phải không? Thầy chưa xem màn hình sao? À, thầy chưa xem màn hình, xin lỗi. Ý bạn muốn chia cái trạc này làm 4 phần theo chiều đứng đúng không? À, dạ không, một chia đôi theo chiều đứng và chia đôi theo chiều ngang luôn. À, chia đôi chiều đứng, chia đôi chiều ngang, 4 phần cũng được cắt mơ, dạ. Cắt bánh trung thu vậy đó, hả? Dạ. Rồi. Thì những cái bong bóng nào mà ở góc phần tư bên phải phía trên thì là những cái góc này. Dạ, thì những là những cái quận có kinh doanh tốt bởi vì họ giảm ít và họ có cái hiệu quả kinh doanh trên một đơn vị diện tích rất là cao. À. Còn tương tự thì mình phân tích những cái góc phần tư khác cũng như vậy à. Ok, cảm ơn bạn. Bạn có không có ý tưởng đúng đó. Ý tưởng đúng đó. Nhưng mà mình phải làm rõ hơn một chút. Cái ý tưởng của bạn đúng đó. Cách bạn trình bày đúng đó. Chứ không phải là sai đâu. Nha. Nhưng mà để nhìn nhanh vô đó thì mình sẽ nói ra được cái gì. Sau này các bạn phải có một cái bài mà giống như thầy nói đó. Ta gọi là gì? Nghệ thuật kể chuyện dữ liệu đó. Cái nghệ, tại sao ta gọi là nghệ thuật? Là tại vì tôi đi từ cái chuyện tính toán số liệu đó, tôi nói là từ cái việc tính toán phân tích chứ không phải là dữ liệu mà tôi nói, tôi trình bày những con số khô khan. Thì ở đây nè, bạn thấy nè, mình dòm vô đây bạn thấy 0% nè, 2% trừ 2 trừ 4 trừ 8 trừ 6 trừ 8 trừ 10 nè. Có nghĩa là mình dòm từ cái trục không nè, thì hầu hết, mình nói khẳng định một câu là hầu hết các quận đều giảm so với năm ngoái.
đúng không bạn? Phải không? Tất cả các quận đều giảm, mình có 9 quận so với năm ngoái doanh thu đều giảm hết. Mình dòm đây mình thấy rõ nè. Nhưng mà nếu mình lo dòm trong biểu đồ, mình thấy từ không này còn số âm không này, thấy chưa? Mình có thể là khẳng định là cái gì? À, hầu hết các quận so với năm ngoái đều hiệu quả kinh doanh đều giảm, tình hình kinh doanh đều giảm. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các quận tình hình kinh doanh so với năm ngoái đều giảm. Nghệ thuật cái chuyện là mình đang nói, cái tôi đang nói đó, mình phải kể cái câu chuyện dữ liệu trên cái trực quan của mình, hình dung không? Và đặc biệt hầu đa số các quận này, đa số là khúc này nó chiếm hết 6 quận này, đa số là giảm từ 4 đến 6%, và giảm ít nhất là quận này là giảm 1%, FD02 giảm 1%, và giảm nhiều nhất là LI01 giảm tới gần 10%. Tôi đang nói vậy là tôi đang kể câu chuyện về dữ liệu trên cái trực quan của tôi đó. Các bạn hình dung không? Mình trình bày cho bộ phận quản lý là mình trình bày như vậy đó. Sau này đến cái bài cuối thầy sẽ hướng dẫn các bạn. Bạn trực quan ra thì bạn phải có nhận xét trên cái trực quan của mình, chứ không phải bạn phải trực quan ra bạn đưa cho người ta muốn xem, muốn nói gì nói, muốn nhận xét gì trên cái trực quan của mình ra nhận xét. Người ta làm sao hiểu? Mình trực quan ra là mình mới hiểu. Thì mình trình bày lại, mình ghi dòng thứ nhất nè. Đầu tiên là gì? À, hầu hết các quận so với năm ngoái tình hình kinh doanh đều giảm. Cách đầu dòng thứ hai, à, đa số các quận sẽ giảm từ 4 đến 6%, riêng quận FD02 giảm ít nhất gần 1%, và quận giảm nhiều nhất là quận này giảm gần 10%, ví dụ như vậy. Cái này 1%, đó là bạn gạch mấy cái gạch đầu dòng thôi, thì người ta đọc vô người ta sẽ hiểu. Đó là tôi mới nói một cái chiều này thôi. Còn chiều này thì sao? Chiều này nó ít quan trọng hơn, nhưng mà nó cũng nói là được là à, cái nào mà càng cao thì có nghĩa là hiệu quả kinh doanh, có nghĩa là doanh thu trên một đơn vị diện tích nó cao, mình gọi là cái hiệu quả kinh doanh. Khi mình nói về từ kỹ thuật giống như giữa tôi và bạn thì mình nói là à, doanh thu trên một đơn vị diện tích, để cho mình dân kỹ thuật với nhau mình hiểu. Nhưng mà khi bạn trình bày cho người dân kinh doanh, bạn không có nói vậy, doanh thu trên một đơn vị diện tích người ta không hiểu. Mình chỉ nói là hiệu quả kinh doanh của cửa hàng này cao nhất, hiệu quả kinh doanh của cửa hàng này là thấp nhất, chứ mình không có cần phải giải thích là doanh thu trên một đơn vị diện tích là cái gì cả. Không, mình nói hiệu quả kinh doanh của các cửa hàng trong quận này là cao nhất, hiệu quả kinh doanh của các cửa hàng trong quận này là thấp nhất. Đó là cách mình diễn giải cái trực quan của mình với những con người khác nhau. Bạn thấy không? Tôi nói với các bạn thì tôi sẽ nói là doanh thu trên một đơn vị diện tích, nhưng mà tôi nói với bộ phận quản lý, những người vai trò trong lĩnh vực kinh doanh, thì tôi phải nói là gì? Hiệu quả kinh doanh, chứ tôi không nói doanh thu trên một đơn vị diện tích. Giống như cái này là tôi nói với bạn là tôi nói là à, cái trên là doanh thu so với năm năm hiện hành, so với năm ngoái theo phần trăm, đó là tôi nói với các bạn. Còn khi tôi nói với dân kinh doanh là tôi phải nói là gì? À, tình hình kinh doanh à, so với năm ngoái là có chiều hướng tăng hay giảm thôi, chứ tôi không còn phải giải thích là trên lợi là theo phần trăm hay là theo trị giá, không còn nha. Sau này các bạn nghệ thuật cái chuyện là bạn phải chọn đối tượng mình nói là ai, mình phải dùng ngôn ngữ của người ta mình nói, chứ mình không có dùng ngôn ngữ kỹ thuật. Đó là cái đẳng cấp cách bạn trình bày dữ liệu ta, nên từ đó nó mới có cái khái niệm là nghệ thuật là như vậy. Đối tượng mình nói là ai, mình phải dùng ngôn từ của đối tượng đó mình trình bày cho người ta hiểu nha. Thì cái ý nghĩa của cái trực quan này nó là như vậy. Rồi sau đó là bạn chỉ cần copy lại, bạn tạo một cái trang mới, bạn copy lại. Bạn copy lại thì nó ra cái dashboard này thôi. Nha, ra cái dashboard này thôi. Còn à, cái test này thì nó dễ thôi. Cái test này nè, cái test này thì bạn muốn tạo nó thì dễ thôi, bạn chỉ insert thôi. Insert nè, tạo một cái test này thôi, bạn gõ văn bản vô. Nha. Rồi phông chữ lớn, chữ nhỏ gì đó, màu sắc gì đó, bạn gõ vô. Nó ra cái test này thôi. Nha. Đó là bạn nhớ là khi cách làm của mình đó là mình phải làm xóa đi. Nha. Làm riêng biệt như vậy nè. Để mình so sánh nè. Mình giờ đây mà thấy tất cả đều âm nè. Giờ đây cũng thấy tất cả đều âm, mình kiểm tra mình biết nó đúng hay sai liền. Hiểu không các bạn? Thì cái chỗ này các bạn có thắc mắc gì không? Có gì chưa rõ còn hỏi không? Ai vậy?
Ổn cái chỗ này không các bạn? Ổn không? Có câu hỏi gì thêm không? À. Thuận hỏi gì Thuận? Có một câu hỏi à? Dạ hay lắm. Rồi cảm ơn bạn. Đó, các bạn khi các bạn đi vô cái vấn đề đó, tôi muốn các bạn làm vậy nè, từng bước đi, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn sau này. Nó cái bài phân tích thì nó là một cái nghệ thuật, nó vừa là toán học mà nó là vừa là nghệ thuật, thì các bạn phải làm sau đó bạn thể hiện được cái đẳng cấp của bạn, chứ không phải bạn trực quan ra bạn để về ai hiểu hiểu đâu, không phải vậy. Nếu một người mà phân tích chuyên nghiệp, bạn phải dẫn dắt được, bạn phải trình bày được, kể cả cái ngôn ngữ bạn trình bày nó phải đúng nữa, thì lúc đó bạn mới, cái sản phẩm của bạn, ủa bạn đang phân tích cái này là bạn đang làm cái gì? Bản chất bạn xây dựng cái hệ thống thông minh mà. Mà bạn không thể hiện được cái thông minh trong cái hệ thống của bạn thì cái hệ thống của bạn đâu còn gọi là thông minh. Thế còn những cái tôi nói với các bạn, sử dụng cái công cụ là chuyện dễ, ai làm cũng được, bỏ một buổi một giờ ra bạn làm đều được cả. Nhưng mà cái ấn tượng của một sản phẩm của bạn, một cái ứng dụng hệ thống công kinh doanh thông minh là bạn, đó là cái vấn đề mà bữa tới tôi sẽ nói tiếp cho các bạn. Đó là cái gì? Trước mỗi vấn đề á, các bạn phải đặt cái yêu cầu bài toán ra, giống như tôi nói nè, từ cái yêu cầu cái đã. Bạn phải xác định được cái vai trò người bạn đang trực quan, bạn xây dựng cái chức năng này cho ai xem. Chứ không phải là một cái chức năng đó là bạn ôm ra bạn, bộ phận quản lý giám đốc cũng vậy, bộ phận quản lý các cái đại lý cũng vậy, nó không phải vậy. Người dùng nào thì người ta cần thông tin như thế nào thì mình dùng trực quan đó. Do đó mình mới nói là sau này các bạn sẽ có nhiều cái rapport, dạng nhiều cái dạng rapport cho theo đúng vai trò, đúng nghiệp vụ của người ta nha. Thì tạm thời cái bữa hôm nay thì thôi thì ở đây các bạn mình tạm dừng ở đây cũng được ha. Thì tôi sẽ gửi cái này lại nè, tôi lưu lại nè. Các bạn mới học khóa này á, thì lưu ý vậy nè, sau mỗi buổi học á, cái video này nè thầy sẽ ghi lại. Và chậm nhất là sáng mai là thầy sẽ gửi cho các bạn ha, để các bạn còn xem lại thì đó các bạn xem. Còn tối nay về thầy gửi được thì thầy sẽ gửi, chậm nhất là sáng mai ha. Mỗi cái buổi học thầy sẽ ghi cái video lại để thầy gửi cho các bạn ha. Mà thì các bạn về xem làm lại cái này và dựng lên cái dashboard cho thầy một cái trang này thôi. Còn ai làm được, chuẩn bị trước được thì chuẩn bị, không được thì không sao. Cái vấn đề của mình là không phải mình làm nhiều mà mình làm ít, mà mình hiểu sâu về nó, mình hiểu rõ cái bản chất của nó thì các bạn mới, sau này các bạn làm việc các bạn mới tự tin ha. Để thầy gửi cái demo này cho các bạn luôn. Thì bạn nào có câu hỏi gì thêm thì cứ việc hỏi ha. Khánh hiểu không Khánh? Được thôi hả? Ủa nãy thầy lú đâu thầy quên rồi ta. Demo ngày 14 tháng 5. Thì về nhà mình làm cũng được.